trương 1960, xích diễm sơn tống ra, dị tộc theo dõi. Có bản lĩnh thật sự tu sĩ, ở đâu đều có thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Chúng ta làm sơ chỉnh đốn, một canh giờ sau rồi lên đường, đường xá rất xa, hy vọng tiếp sau đó bình an vô sự. Trần Hâm vừa nói, pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi hướng về tiểu đảo rơi đi. A, à, có người tới. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Trần Hâm chờ người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào. Vương sư đệ, người cảm ứng sai đi, không ai tới a. À. Trần Hâm nghi ngờ nói, tu vi của hắn tối cao, trên lý luận, thần trí của hắn là tối cường. Vương trường sinh không có trả lời, thẳng nhìn qua xa suốt chân trời. Một lát sau, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo hồng sắc độn quang, hồng sắc độn quang tốc độ đặc biệt nhanh. Cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một chương hồng quang lòe lòe họa trục, hơn 10 vị tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên năm qua thất tuần áo bảo đỏ lão giả, áo bảo đỏ lão giả mũi cao cưu mắt, dáng người khôi ngô, bọn hắn ăn mặc lên đều có nhất cái hồng sắc hỏa sơn đồ án, hiển nhiên là đại biểu cái gì. Xích diễm sơn tống ra, Trần Hâm nhận ra nhóm này như tu sĩ lai lịch, tống ra là thần binh môn phụ thuộc tu tiên gia tộc, tộc nội có luyện hư tu sĩ tọa chấn. Lão phu tống vân tường, gặp qua các vị đạo hiếu. Áo bào đỏ lão giả cung tay làm lễ nói, ngữ khí khách khí tại hạ Trần Hâm, gặp qua Tống Đạo Hiếu. Trần Hâm vội vàng hoàn lễ, cùng là nhân tộc, chào hỏi cũng không có gì. Tống Vân Tường không nói gì nữa, pháp quyết vừa bấm, hồng sắc hỏa trục lập tức độn quang phóng đại, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Đi ngang qua chỉ là chào hỏi, Vương Trường Sinh cũng là lần đầu tiên thấy. Trần Sư Huynh, các ngươi nhận thức không? Tống Đạo Hiếu như thế nào chuyên môn dừng lại chào hỏi? Uông Như Yên tò mò hỏi, đi ra ngoài nhờ vả bằng hiếu, đụng phải cái khác tu sĩ nhân tộc, tốt nhất đánh một cái bắt chuyện, vạn nhất gặp được phiền toái gì, cũng tốt hướng đối phương nhờ giúp đỡ. Trần Hâm khẽ cười nói, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, không có gì kỳ quái. Uông như yên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Vương sư để tu luyện qua rèn luyện thần thức công pháp A. Người sau Trần Sư Huynh sớm hơn phát hiện tống đạo hiếu. Lục Quang Hoàng có chút hiếu kỳ vấn đạo, thần thức cường đại rất nhiều chỗ tốt, vương trường sinh thần thức hiển nhiên mạnh hơn Trần Hâm, Trước đây nếm qua chân hồn quả, thần trí của ta sau so cùng giai tu sĩ cường một điểm. Vương Trường Sinh giải thích nói, hắn tu luyện qua cửu chuyển đoán thần thuật bất quá bị giới hạn phụ trợ vật liệu, không thể tu luyện tới tầng cao hơn số, tăng trưởng thần thức có hạn. Hắn dùng vạn năm dưỡng hồn mục luyện chế ra một mai dưỡng hồn châu, đeo ở trên người, đeo nhiều năm, thần thức đang thong thả tăng trưởng, lại thêm phệ hồn kim thiền phụng dưỡng thần thức, hắn hiện tại thần thức so hóa thần hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn một chút, nếu như hắn cùng Uông Như Yên thần thức điệp ra, có thể đuổi sát hóa thần đại viên mãn. Lục Quang Hoàng cùng Trần Hâm liếc nhau một cái, liền xem như phục dụng chân hồn quả, hóa thần trung kỳ tu sĩ thần thức cũng không có khả năng so hóa thần hậu kỳ còn muốn lợi hại hơn, đoán chừng Vương Trường Sinh có cơ duyên khác, hắn không muốn nói, Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng cũng không có vạch trần. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay đến một ngọn núi cao thượng diện, hai người hướng về Tống Vân Tường đám người lối vào nhìn lại. Vương Trường Sinh nhíu mày, lúc trước hắn cảm ứng được một cỗ khí tức đi theo tống vân tường đằng sau coi hắn nghĩ tra xét rõ ràng thời điểm cỗ khí tức kia rất nhanh liền biến mất uông như yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang ô phượng pháp mục vừa hiện mà xuất hướng về nơi xa hư không nhìn lại cũng không có gì phát hiện ô phượng pháp mục phẩm dai quá thấp thế nào vương sư đệ uông sư muội có cái gì dị thường a à? trần hâm đi tới tò mò hỏi trần sư huynh chúng ta không phải tại hộ tống một loại nào đó đặc biệt trọng yếu đồ vật đi vương trường sinh nghi ngờ nói không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác có người sau lưng đang theo dõi bọn hắn không có gì đặc biệt trọng yếu đồ vật chính là một chút mũ giai vật liệu luyện khí số lượng hơi nhiều mà thôi như thế nào các ngươi phát hiện cái gì trần hâm sắc mặt ngưng trọng trấn hải cung thế lực không nhỏ này không có nghĩa là không ai dám động trấn hải cung tu sĩ tiền tài động nhân tâm trấn hải cung đồ vật cũng bị đoạt lấy chỉ là số lần tương đối ít mà thôi ta cảm giác có người đi theo chúng ta đằng sau, phía trước không có phát hiện, có lẽ là ảo giác của ta, lại có lẽ, bọn hắn là theo dõi Tống Đạo Hiếu, Tống Đạo Hiếu dừng lại chào hỏi, là muốn lợi dụng chúng ta kéo người theo dõi. Vương Trường Sinh nói ra trong lòng mình suy đoán, Lục Quang Hoàng cùng Tôn Vũ đi tới, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Như thế Vương Trường Sinh nói là sự thật, bọn hắn chính là thay Tống Vân Tường cản thương. Vương Sư Đệ, người xác định có tu sĩ khác theo dõi Tống Đạo Hiếu có phải hay không là ảo giác? Tôn Vũ nghi ngờ nói, không thể nào là ảo giác, bọn hắn hơn phân nửa là theo dõi Tống Đạo Hiếu, trước đó ta chưa bao giờ phát hiện cỗ khí tức này. Vương Trường Sinh khẳng định nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta lập tức cải biến lộ tuyến, tránh cho cùng bọn hắn đụng phải đi. Lục Quang Hoàng đề nghị, lui một bước tới nói, Vương Trường Sinh cảm ứng sai, vậy cũng không có vấn đề, cải biến lộ tuyến cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi, nhất thiết lấy an toàn làm trọng có người ở trong bóng tối theo dõi trần hâm cũng không tâm tư tu trình vội vàng triệu tập đệ tử lập tức rời đi màu xanh phi chu nhất phi mà lên chở vương trường sinh chờ người hướng về không trung bay đi phương hướng cùng tống vân tường đám người phương hướng hoàn toàn khác biệt hơn một ngàn dặm ngoại một hòn đảo nhỏ ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp cây cối san sát nào đó khỏa đại thụ che trời phía dưới bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang quang ba nam một nữ bốn tên hóa thần tu sĩ vừa hiện mà xuất cầm đầu là một tên hạc phát đồng nhan kim bảo lão giả, kim bảo lão giả giữ lại tròm dâu dê, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Xem nó pháp lực ba động, hiển nhiên là một vị hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Bọn hắn đứng tại một chiếc hình bán nguyệt kim sắc phi chu thượng diệt, một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng bao hắn lại nhóm, theo kim sắc phi chu tản ra kinh người sóng linh khí đến xem, hiển nhiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Người này thần thức thật mạnh, nếu không phải có kim nguyệt độn linh chu, nói không chừng tự bị hắn phát hiện. Kim bào lão giả nhíu mày nói, mặc Mà kệ nó, chỉ cần dám chặn đường, vậy liền giết chết, tuyệt đối không thể để cho tống gia tu sĩ chạy trốn tới phường thị. Một tên mặt mũi tràn đầy giữ tợn hồng sam đại hán lạnh mặt nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tại đây là nhân tộc địa bàn, không nên khinh thường, cẩn thận một chút chuẩn không sai, tống gia tu sĩ trốn không thoát, bọn hắn còn không biết chúng ta ra tay, ta không nghĩ tới bọn hắn không hướng nhóm này nhi tu sĩ cầu cứu, bọn hắn là không có phát hiện sự hiện hữu của chúng ta còn là quá mức tự tin, kim bào lão giả ánh mắt có phần kinh nghi bất định. Hừ, đó còn cần phải nói, tống gia tu sĩ muốn nuốt một mình món kia bảo vật, đem vật này tiến dâng lên đi, đại trưởng lão khẳng định trọng trọng có thưởng, mau đuổi theo đi. Đừng để tống gia tu sĩ trốn, không sam đại hán thần sắc hưng phấn, mở miệng thúc giục nói. Kim bào lão giả gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu sáng lên vô số huyền ảo phù văn, bỗng nhiên biến mất không thấy chương 1961, 3 năm, Tống Vân Tường nhờ giúp đỡ. 3 năm sau, nào đó phiến hải vực, lẻ tẻ phân bố mấy trăm tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Một đạo thanh quang vạch phá thương khung, tại thanh quang đằng sau, đi theo hơn 10 đạo hồng quang, hồng quang tốc độ đặc biệt nhanh. Thanh quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lưu chuyển không ngừng phi chu, vương trường sinh chờ hơn 20 vị tu sĩ đứng tại màu xanh phi chu thượng diệt, thần sắc của bọn hắn khẩn trương, tựa hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Hơn 10 đạo hồng quang rõ ràng là mười mấy con xòe hai cánh có hơn 10 trượng hồng sắc yêu cầm, đầu của bọn nó lên đều có nhất cái hồng sắc màu, đầu tiểu thân đại, đôi mắt hỏa hồng, lợi chảo đen nhánh, xem khí tức, bọn chúng đều là ngũ giai yêu cầm, cầm đầu là một đầu ngũ giai thượng phẩm yêu cầm. Bọn chúng nhao nhao phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, cánh hung hăng một cái, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Vương Trường Sinh nhất trực lưu ý yêu cầm động tính, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra, cẩn thận, Trần Sư Huynh, bọn chúng lại thi triển phong độn thuật, chuẩn bị ở phía trước chặn lại chúng ta, nhanh đi đáy biển hạ xuống, chỉ có thể như vậy. Trần Hâm khống chế chính là phi hành linh bảo, phi hành tốc độ còn kém rất rất xa những này yêu cầm, đây là vương trường sinh trước thời hạn phát hiện bọn chúng, nếu không phải như vậy, bọn hắn sớm đã bị yêu cầm đuổi kịp. Phi hành loại thông thiên linh bảo tương đối chân quý, hoặc là tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo, hoặc là hao phí món tiền khổng lồ đấu giá mua, Bất quá phi hành loại thông thiên linh bảo so với quý hiếm, nơi nơi vừa xuất hiện ở trên thị trường, rất nhanh liền bị người mua đi, mặc dù có phi hành loại thông thiên linh bảo, trừ phi là trung phẩm thông thiên linh bảo, bằng không bọn hắn cũng rất khó vứt bỏ bọn này ngũ giai yêu cầm. Trần Hâm cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu bỗng nhiên cải biến phương hướng, nhanh chóng hướng về đáy biển bay đi. Cân nhắc đến đáy biển yêu thú, hắn không có tuyển chọn nhập đáy biển, bất quá bây giờ tình thế nguy cấp, cũng không đoái hoài tới đáy biển yêu thú. Đúng lúc này, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn bao trùm năm vạn giảm to lớn hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, đem nước biển phản chiếu thành hồng sắc, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Mấy cái yêu cầm xuất hiện tại màu xanh phi chu bốn phía, đem màu xanh phi chu bao bọc vây quanh. Cánh của bọn nó hung hăng một cái, một đạo đạo hồng sắc gió lốc bao phủ mà xuất, cẩn thận quan sát, hồng sắc gió lốc từ vô số xích sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Mấy đạo hồng sắc gió lốc theo bốn phương tám hướng cuốn tới, sóng nhiệt cuồn cuộn. 20 danh nguyên anh tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo, nghênh kích đánh tới hồng sắc gió lốc. Tôn Vũ mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Không trung xích sắc hỏa vân như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn, từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ bay ra, như cùng thiên thạch, đánh tới hướng màu xanh phi chu. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hai tay cao cao nâng lên, trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đạo đạo cự lãng, hóa thành trọng trọng màn nước, bảo vệ bọn hắn. Ầm ầm tiếng vang, bạch vụ tràn ngập, một cỗ gió nóng thổi qua, hai cái hồng sắc yêu cầm bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh phi chu phía trước, một trước một sau giáp công vương trường sinh một nhóm người. Trần Hâm hừ nhẹ nhất thanh, bên ngoài thân hiện ra giày đặc phù văn màu vàng, song quyền khẽ động, giày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt đánh vào một đầu hồng sắc yêu cầm trên thân, truyền ra một trận trầm đục, hồng sắc yêu cầm bay rất ra ngoài, Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra một mảng lớn lam sắc hơi nước, hóa thành một đạo lam sắc màn nước bao vây lấy hữu quyền, hướng về một đầu hồng sắc yêu cầm đánh tới. Hồng sắc yêu cầm lợi chảo đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, tạo nên một trận gợn sóng, bình yên vô sự. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện ra đại lượng lam sắc hơi nước, bỗng nhiên hóa thành một cái thân eo thô to lam sắc thủy mãng, đâm vào hồng sắc yêu cầm trên thân. Một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một cỗ màu lam nhạt sóng âm bao phủ mà xuất, đánh vào hồng sắc yêu cầm trên thân hồng sắc yêu cầm bay rớt ra ngoài, trên trăm mai lông vũ theo trên thân rụng xuống, máu me đầm đìa. Nhân cơ hội này, màu xanh phi chu chui vào đáy biển, bất quá từng khỏa hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, nện ở trên mặt biển, ánh lửa mút trời, mặt biển giống như bị nhen lửa, bạch vụ cuồn cuộn. Vương Trường sinh tế ra sáu viên định hải châu, hóa thành lục đạo lam quang, hướng về đáy biển chỗ sâu bay đi. Hắn pháp quyết vừa bấm, sáu viên định hải châu nhao nhao sáng rõ, tách ra chướng mắt lam quang một màn kinh người xuất hiện, dùng bọn hắn làm trung tâm, phương viên vạn dặm nước biển kịch liệt xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, một chút đề dài yêu thú trực tiếp bị cường đại khí lưu nghiền nát, thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ dung nhập nước biển bên trong, mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng, rất nhanh xuất hiện nhất cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không đều vạn vẹo biến hình, vài chục tòa tiểu đảo bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành chôn phấn mấy cái hồng sắc yêu cầm thân thể nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi đi, bọn chúng phát ra bén nhọn tê minh thanh, vội vàng hướng về không trung bay đi, bất quá không có tác dụng gì, thân thể của bọn chúng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, bị vòng xoáy xoắn thành một mảnh huyết vụ, liền tinh hồn đều không thể chạy đi. Màu xanh phi chu tả diêu hữu hoàng, một cỗ cường đại áp lực đem màn ánh sáng màu xanh đè ép biến hình. Vương Trường Sinh pháp quyết kết động không ngừng, vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, hư không chấn động, phát ra ong ong trầm đục, tựa hồ muốn sụp đổ. Từng viên xích sắc hỏa cầu rơi xuống, rơi vào vòng xoáy khổng lồ, như cùng bùn nhập đại hải, vòng xoáy khổng lồ không bị ảnh hưởng. Lên ngàn quả xích sắc hỏa cầu bị vòng xoáy khổng lồ thôn vệ, vòng xoáy khổng lồ bình yên vô sự. Không sắc yêu cầm tựa hồ phát giác được đối phương không dễ chọc, vỗ cánh thoát đi nơi đây, xích sắc hỏa vân tùy theo tán loạn. Vương Trường Sinh đám người cũng chưa lộ diện, nhất trực trốn ở đáy biển. Một canh giờ sau, màu xanh phi chu từ đáy biển bay ra, trần hâm đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Còn tốt phương sư đệ trước thời hạn phát hiện bọn này yêu cầm, nếu không lần này thật đúng là giữ nhiều lành ít. Trần hâm thở phào nhẹ nhóm, hắn cũng là thể thu, bất quá yêu cầm thân hình linh hoạt, rất khó đối phó. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến nhất năm, chúng ta liền có thể đuổi tới mục đích. Tôn vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vừa cười vừa nói. Bởi vì không ngừng đường vòng, bọn hắn làm trễ nải không ít thời gian, tốt tại bình an vô sự. Một đi ngang qua đến, vương trường sinh bằng vào cường đại thần thức, nhiều lần tránh đi nguy hiểm, tránh cho tổn thất. Tăng thêm tốc độ đi, đừng chậm chế quá nhiều thời gian, nhanh chóng đến mục đích tương đối tốt. Lục Quang Hoàng đề nghị đạo, vương trường sinh cho mày, hướng về nơi xa nhìn lại, nói có người tới, tựa như là xích diễm sơn tống đạo hiếu. Tống đạo hiếu, trần hâm bốn người hai mặt nhìn nhau, ba năm trước đây, bọn hắn cùng tống vân tường đụng phải nhất mặt hiện tại lại đụng phải tống vân tường chẳng lẽ nói tống vân tường mục đích giống như bọn hắn tống đạo Hữu giống như bị hóa thần tu sĩ truy sát cẩn thận đề phòng vương trường sinh nhắc nhở sắc mặt nghiêm túc trước mặt đạo hiếu lão phu tống vân tường bước tộc người ngay tại đuổi giết chúng ta còn mời các vị đạo hiếu xuất thủ tương trợ lão phu vô cùng cảm kích nhất định có thâm tạ một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên Bức tộc, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, bức tộc là liên tiếp nhân tộc một chủng tộc, tính tình tàn bạo, mười phần khát máu, bất quá bức tộc dám tại nhân tộc địa bàn sát hại nhân tộc, xác thực quá phận. Vương Sư Đệ, Lục Sư Đệ, bức tộc là tất cả nhân tộc địch nhân, theo ta nghênh chiến. Trần Hâm trầm giọng nói, thần trí của hắn cảm ứng được, mấy vị hóa thần kỳ khí thức hướng về tại đây bay tới, dùng bọn hắn thực lực, diệt sát mấy tên hóa thần kỳ bức tộc không khó lắm, còn có thể nhường Tống Vân Tường thiếu một ân huệ lớn bằng trời, cớ sao mà không làm. Lục Quang Hoàng nhướng mày, hắn vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là Trần Hâm nói có lý, dị tộc tại giết hại tu sĩ nhân tộc, không quan tâm không thể nào nói nổi. Một đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, một vệt kim quang xuất hiện tại hồng quang sau lưng, tốc độ cực nhanh. chương 1962, huyền hỏa hóa linh thuật cùng âm ba công kích. Tống Vân Tường mặt không có chút máu, trên người có nhiều chỗ vết máu, máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu, trong tay cầm một cây thanh quang lòe lòe cờ phướn. Hắn thở hồng hộc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hừ, muốn đi, trước tiên đem mệnh lưu lại, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một cỗ thanh mông mông gió lốc bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, chặn Tống Vân Tường đường đi. Tống Vân Tường sắc mặt đại biến, hắn vội vàng huy động màu xanh cờ phướn, thả ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, đánh về phía màu xanh gió lốc, đồng thời tay phải vỗ trước ngực kim sắc ngọc khóa kim sắc ngọc khóa lập tức hồng quang sáng rõ một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống giống hiển hiện bao lại toàn thân màu xanh hỏa diếm cùng màu xanh gió lốc chạm vào nhau như cùng bùn nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh màu xanh gió lốc bỗng nhiên xuất hiện tại tống vân tường trước người rõ ràng là một tên mặt xanh nhanh vàng nam tử trung niên phần lưng một cặp to lớn màu xanh cánh rơi trong mắt đều là màu xanh nam tử trung niên hai tay hóa chảo đánh về phía tống vân tường phanh phanh hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng chặn nam tử trung niên. Hắn mở ra gào thét, phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh, hư không chấn động vặn vẹo, phun ra một đạo thanh mông mông sóng âm, chuẩn xác đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng như cùng giấy mỏng, vỡ ra đến, nam tử trung niên song chảo đánh về phía Tống Vân Tường đầu. Một tiếng vang trầm, nam tử trung niên đánh nát Tống Vân Tường đầu, thi thể hóa thành vô số xích sắc hỏa quang, hướng về bốn phương tám hướng bay đi nam tử trung niên cánh rơi hung hăng một cái, cuồng phong đột khởi, vô số đạo màu xanh phong nhận bắn ra, đánh nát một bộ phận xích sắc hỏa quang. Nào đó đạo hỏa quang bỗng nhiên sáng rõ, hiện ra tống vân tường thân ảnh, sắc mặt của hắn càng phát cứng nhắc, khí tức càng thêm suy yếu. Huyền hỏa hóa linh thuật, hư, này trùng đào sinh bí thuật, ta cũng phải xem người có thể thi triển mấy lần. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, phần lưng cánh rơi hung hăng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Tống Vân Tường tựa hồ nghĩ tới điều gì, dọa một thân mồ hôi lạnh, còn chưa kịp phản ứng, một cơn gió lớn thổi qua, nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng xé gió lên, một mảng lớn kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất tòa nguy nga như núi lớn nện xuống. Nam tử trung niên nhướng mày, vội vàng há mồm phun ra một mai thanh quang lè lè vòng tròn, trong nháy mắt phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy, một cái lam quang lòe lòe dây thường bay tới, cuốn lấy nam tử trung niên thân thể. Thừa này cơ hội tốt, Tống Vân Tường hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng vương trường sinh chờ người bay tới. Nơi xa chân trời xuất hiện ba đạo to lớn vòi rồng, mỗi một đạo đều có mấy ngàn trượng chi cao, liền trời tiếp đất, vô số nước biển bị cơn lốc quét nhập nó bên trong. ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy ngàn đạo cửa đại phong nhận theo ba đạo vòi rồng bên trong bao phủ mà xuất, như một dòng lũ bằng sắt thép, thẳng đến Tống Vân Tường mà đi mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đảo cao hơn ngàn trượng lam sắc tường nước, như đồng nhất đạo nguy nga lam sắc thủy như núi, tọa lạc trên mặt biển, cản sau lưng tống vân tường. Giày đặc phong nhận đánh vào lam sắc thủy sơn thượng diện, đem lam sắc thủy sơn cắt chém thành vô số lam sắc hơi nước, bất quá rất nhanh, dày đặc lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, khôi phục bình thường. Tống vân tường cự ly vương trường sinh không đến một dặm một cỗ hồng mịt mờ gió nóng bỗng nhiên bao phủ mà qua một tên mặt mũi tràn đầy giữ tợn hồng sam đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại tống vân tường phía trước phần lưng của hắn một cặp hồng quang lòe lòe cánh rơi ánh mắt lạnh lùng thật sự cho rằng ngươi có thể theo chúng ta trên tay chạy thoát a à. buồn cười hồng sam đại hán cười lạnh nói mặt mũi tràn đầy sát khí ngươi cho rằng có thể ở trước mặt ta giết tống đạo hữu a à. buồn cười một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên vừa dứt lời một cỗ cường đại trọng lực trống giống hiển hiện một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, Hồng Sam Đại Hán kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình nặng như ngàn vạn cân, không thể động đậy. Sát theo đó, một đạo thô to không gì sánh được lam sắc sóng nước phóng lên tận trời, che mất Hồng Sam Đại Hán thân thể. Tống Vân Tường độn tốc phóng đại, bay đến vương trường sinh chờ bên người thân. Đa tạ, Trần Đạo Hiếu, chờ ta trở về tộc nội, nhất định báo cáo lão Tổ Tông, hảo hảo báo đáp các ngươi. Tống Vân Tường cảm kích nói, giọng thành khẩn, báo đáp, chỉ sợ các ngươi không sống tới lúc kia. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một tên hạc phát đồng nhan kim bảo lão giả, kim bảo lão giả giữ lại tròm dâu dê, phần lưng một cặp to lớn kim sắc cánh rơi, mặt mũi tràn đầy sát khí. Vương Trường Sinh không có trả lời, pháp quyết vừa bấm, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hơn 10 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, như cùng mười mấy thanh lam sắc trường mâu, đâm về Hồng Sam đại hán, một bộ muốn đem Hồng Sam đại hán ghim thành si tử tư thế hồng sam đại hán phát ra một đạo bén nhọn trí cực tê minh thanh hư không chấn động vặn vẹo một đạo hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất hơn 10 đạo sóng nước vòi rồng bị hồng sắc sóng âm đánh nát bấy hóa thành đầy trời hơi nước vung vãi trên mặt biển trấn hải cung nguyên anh tu sĩ nghe được này thanh âm thân thể như nhũn ra hai tay ôm đầu khuôn mặt vặn vẹo cá biệt nguyên anh tu sĩ phun ra một miệng lớn máu tươi ngất đi vương trường sinh hơi có khó chịu hắn đã sớm nghe nói qua bức tộc am hiểu âm ba công kích Trần Đạo Hiếu, cẩn thận một chút, bọn hắn có thể liên thủ thi triển âm ba công kích, uy lực to lớn. Tống Vân Tường nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc, hồng sam đại hán bên ngoài thân hiện ra chướng mắt hồng quang, một đôi to lớn cánh rơi hung hăng một cái, bỗng nhiên thoát ly trọng lực ràng buộc, hướng về kim bảo lão giả bay đi. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ tăng nhanh vận tốc quay, trọng lực tăng nhiều. Hồng Sam Đại Hán thân thể tả diêu hữu hoảng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hút vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Một mảnh kim sắc côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Hồng Sam Đại Hán. Hồng Sam Đại Hán giật mình kêu lên, há mồm phun ra nhất mặt hồng quang lè lè tiểu thuẫn, trong nháy mắt phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy. Phanh một tiếng vang trầm, hồng sắc tấm chắn chặn dày đặc côn ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, vòng xoáy khổng lồ bên trong sáng lên lục đạo trướng mắt lam quang, trọng lực tăng nhiều, Hồng Sam Đại Hán không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi. Kim bào lão giả thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn cùng hai vị đồng bạn tụ tập lại một chỗ, ba người pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo linh văn, đồng thời phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Kim thanh làm ba loại nhan sắc khác nhau sóng âm bao phủ mà xuất, hư không vặn vẹo biến hình nước biển cuốn ngược, cự lãng ngập trời. Trấn hải cung nguyên anh tu sĩ nhao nhao quỳ dạp xuống đất, thổ huyết không thôi. Uông Như Yên vội vàng tế ra một khỏa lam sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc viên châu quay tít một vòng, thả ra một mảnh lam sắc hào quang, bao hắn lại nhóm, mặc dù như vậy, có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vẫn là bị sóng âm làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ. Mặc dù có đặc thù linh bảo tương hộ, cũng ngăn không được tam vị bức tộc liên thủ thi triển âm ba công kích. Tam sắc sóng âm thẳng đến vương trường sinh mà đến, tốc độ cực nhanh. Vương trường sinh hừ nhẹ nhất thanh, tay áo lắc một cái, cửu dao cổ bay ra, đón gió thấy trướng, trôi nổi trước mặt vương trường sinh, hắn đột nhiên một quyền đập vào mặt chống thượng. Ba đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên qua đi, ba đạo hơi nước mịt mở sóng âm bao phủ mà xuất, bỗng nhiên hợp làm một thể, nghinh đón tiếp lấy. Âm âm tiếng vang, tam sắc sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, song song đồng quy vô tận, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng, trên mặt biển xuất hiện một đạo dài mấy ngàn trượng khe hở, nước biển cuốn ngược, đại lượng đê gia yêu thú bị cường đại khí lãng đánh giết nước biển bỗng nhiên biến thành màu máu. Thấy cảnh này, kim bào lão giả trong mắt kinh ngạc lóe lên. chương 1963, nguyên bộ linh bảo biên bức tiêu cùng của quái tiểu kính. Hắn không nghĩ tới, đối phương có một kiện phóng thích sóng âm thông thiên linh bảo, như thế thiếu thấy. Bức tộc am hiểu âm ba công kích, có rất ít hóa thần tu sĩ có thể ngăn trở bọn hắn hợp kích. Tôn sư tỷ người mau dẫn lấy môn hạ đệ tử lui cách nơi này đi, càng xa càng tốt, phu quân khu sử âm ba công kích thế nhưng là không khác biệt công kích, ngay cả ta cũng ngăn không được. Uông Như Yên cấp Tôn Vũ truyền âm, nàng rất rõ ràng cửu giao cổ uy lực, nếu không phải có Hải Ly Châu, Trấn Hải cung nguyên anh tu sĩ đã chết sạch. Tôn Vũ cũng nhìn ra cửu giao cổ uy lực bất phàm, nhẹ gật đầu, khống chế màu xanh phi chu hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, Hồng Sam thanh niên nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi đi, hắn cánh rơi vỗ không ngừng, hỏa quang đại phóng, hắn há mồm phun ra một đạo thô to không gì sánh được xích sắc hỏa diễm, đánh vào vòng xoáy khổng lồ bên trong như cùng bùn nhập đại hải. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về Hồng Sam Đại Hán hư không vừa bổ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, lam quang lóe lên, nhất cái hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, quyền phong hạo đáng, thúc đẩy hư không kích thích từng đợt gợn sóng, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Lam sắc quyền ảnh còn chưa cận thân, một cỗ cường đại cảm giác áp bách đối diện đánh tới, Hồng Sam Đại Hán cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Hắn bên ngoài thân sáng lên trướng mắt hồng quang, thân thể nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành một đầu hơn 10 trượng đại hồng sắc cự bức, trong mắt là màu đỏ. Đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ bỗng nhiên vang lên, hồng sắc cửa bức tốc độ trì trệ, làm sắc cửa quyền kích xạ mà tới, đập vào hồng sắc cửa bức trên thân, một tiếng vang trầm, hồng sắc cự bức rơi xuống đến vòng xoáy khổng lồ bên trong, cường đại dòng nước như cùng dày đặc lợi nhận chém vào tại trên người của nó, hồng sắc cự bức phát ra một đạo cực kỳ thống khổ âm thanh bén nhọn, bên ngoài thân vết máu từng đống, xuất hiện đại lượng kinh khủng vết máu giống như gặp thiên đao vạn quả, vòng xoáy khổng lồ tốc độ càng lúc càng nhanh, hồng sắc cự bước trên người huyết nhục càng ngày càng ít. ầm ầm, hồng sắc cự bước mắt thấy vô pháp đào thoát, rứt khoát tự bộc, chướng mắt hồng quang chiếu sáng phương viên mấy vạn dặm, một đạo cường đại khí lãng nhanh chóng lướt qua mặt biển, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, phong vân cuốn ngược. một lát sau, cự lãng biến mất, gió êm sóng lặng, hồng sắc cự bước cũng biến mất không thấy. vương trường sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, bước tộc cũng là tàn nhẫn mắt thấy vô pháp thoát khốn, dứt khoát tự bộc. Kim bào lão giả sắc mặt trở nên rất khó coi, sắc mặt hắn trầm xuống, lật tay lấy ra nhất cái bằng phẳng trạng cái còi, linh quang lập lòe, ngoại hình cực giống một đầu bay lượn con rơi, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Hai gã khác bức tộc các lấy ra nhất cái giống nhau như đúc cái còi, linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên cũng là thông thiên linh bảo. Đây là nguyên bộ linh bảo biên bức tiêu, vốn là năm kiện, bọn hắn 5 người một người một kiện, một vị đồng bạn chết trên tay Tống Vân Tường, một vị đồng bạn chết trên tay Vương Trường Sinh. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, sóng âm loại thông thiên linh bảo so phi hành pháp bảo còn hiếm thấy hơn, phổ thông tu sĩ khu sử sóng âm loại bảo vật không phát huy ra quá lớn uy lực. Bộ này biên bức tiêu là bọn hắn hao phí trọng kim mời người chế tạo, đồng thời tế ra, uy lực to lớn. Không tốt, đừng để bọn hắn liên thủ, nếu không chúng ta đều phải chết. Tống Vân Tường sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Trần Hâm phản ứng rất nhanh, trong tay kim sắc cửa côn nhất cái quét ngang, như đồng nhất cô thế không thể đỡ kim sắc dòng lũ, đánh về phía kim sam lão giả ba người. Kim bào lão giả ba người nhao nhao đem biên bước tiêu đặt ở bên miệng, một trận bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, giống như tiếng chim hót, lại cực giống tiếng thú gào, quanh quẩn không dứt nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng. Phong quyền tàn vân, khí thế kinh người. Trần Hâm cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, hai tay hổ khẩu run lên, kim sắc cự côn bay rất ra ngoài. Lục Quang Hoàng tay phải đi hư không vỗ, hư không chấn động vặn vẹo một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu đỏ lướt qua thương khung bỗng nhiên xuất hiện tại kim bảo lão giả ba người đỉnh đầu nhanh chóng vỗ xuống bàn tay lớn màu đỏ mới vừa xuất hiện bỗng nhiên vặn vẹo biến hình vỡ ra hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy hải ly châu phiêu phù ở uông như yên đỉnh đầu nàng lông mày nhíu chặt cảm giác trong lòng dối bời tâm phiền ý loạn vương trường sinh sầm mặt lại nguyên bộ thông thiên linh bảo khó trách tống vân tường không phải là đối thủ hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc trừ phi đánh tan bức tộc có lẽ còn có thể diệt sát bức tộc vương trường sinh còn không có tự đại đến lấy một địch tam tình trạng trần sư huynh người có hay không biện pháp đánh tan bọn hắn nguyên bộ thông thiên linh bảo chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ vương trường sinh cấp trần hâm truyền âm bức tộc dám xâm nhập nhân tộc nội địa hiển nhiên thực lực không kém ta cùng lục sư để bọn hắn liên thủ có thể đánh tan bọn hắn bọn hắn có nguyên bộ thông thiên linh bảo chỉ có thể phân mà diệt chi, bất quá bọn hắn chưa chắc sẽ tách ra. Trần Hâm trao mày, nếu như một bên kéo một bên đánh, như thế cũng không được, bọn hắn độn tốc so ra kém mức tộc. Tống Đạo Hiếu, người có biện pháp đánh tan bọn hắn A. Vương Trường sinh cấp Tống Vân Tường truyền âm, thanh âm nặng nề. Tống Vân Tường mặt lộ vẻ do dự, xem ra, hắn có đối phó bức tộc bảo vật, bởi vì một ít nguyên nhân, không bỏ được lấy ra. Ta có một kiện bảo vật, uy lực to lớn, nếu như thừa dịp bất ngờ, diệt sát một người tuyệt đối không là vấn đề, tấn công chính diện hiệu quả không lớn. Tống Vân Tường truyền âm nói, tốt, chúng ta cho người chế tạo cơ hội, người thừa cơ diệt sát một người, chuyện còn lại liền dễ làm. Vương Trường sinh sắc mặt ngưng trọng, hắn vốn đang coi là bức tộc hội bằng vào cường đại nhục thân cận thân công kích đây. Lúc này, một cỗ vô hình sóng âm cuốn tới, hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường sinh song quyền sáng lên trướng mắt lam quang, hướng về cửu giao cổ đập tới. Mấy đạo tiếng long ngâm vang lên, một đạo thực chất hóa làm sắc sóng âm bao phủ mà xuất đón lấy đối diện làm sắc sóng âm trong nháy mắt bùng nổ sóng biển văng khắp nơi hư không tạo nên một trận gợn sóng nước gợn sóng tựa hồ muốn nổ bể ra đến nguyên bộ thông thiên linh bảo uy lực vẫn tương đối đại trần hâm vung vẩy kim sắc cửa côn đem đánh tới sóng âm đánh nát bấy vương trường sinh pháp quyết vừa bấm trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện 6 cái cửa đại lam sắc thủy cầu lam sắc thủy cầu nhanh chóng chuyển động thể tích càng lúc càng lớn như cùng sáu tòa ngọn núi lớn màu xanh lam đứng vững trên mặt biển đi nương theo lấy vương trường sinh nhất thanh quát nhẹ sáu viên to lớn làm sắc thủy cầu nhanh chóng hướng về kim sam lão giả ba người lăn đi những nơi đi qua phát ra đinh tai nhức óc hải khiếu thanh âm hư không truyền ra ong ong tiếng vang kim sam lão giả ba người hai mặt nhìn nhau ba người lưng tựa lưng phân biệt đối mặt một cái phương hướng hình thành tam giác phòng thủ tư thế trên tay bọn họ biên bức tiêu bỗng nhiên linh quang phóng đại một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, ba đạo vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, đón lấy sáu viên to lớn lam sắc thủy cầu. Cả hai chạm vào nhau, sáu viên lam sắc thủy cầu giống như đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện, bỗng nhiên nổ bể ra đến, sóng biển ngập trời. Nhân cơ hội này, Tống Vân Tường lật tay lấy ra nhất mặt lục quang lòe lòe tiểu kính, tấm gương mặt trái khác lấy nhất cái giữ tợn giả dạ xoa đồ án, mặt kính thiếu mất hai cái móng ngón tay đại lỗ hồng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, một đạo thê lương quỷ khóc tiếng vang lên, mặt kính sáng lên vô số lục quang phía sau, một đạo thô to không gì sánh được lục quang bao phủ mà xuất, thẳng đến kim sam lão giả ba người mà đi. chương 1964, Diệt Hồn Kính Không tốt, là Diệt Hồn Kính, cẩn thận, kim sam lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương. Diệt Hồn Kính, vương trường sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn tự nhiên nghe nói qua Diệt Hồn Kính, nói đến, Diệt Hồn Kính cùng huyền linh thiên tôn có quan hệ, huyền linh thiên tôn tiến vào đại thừa kỳ phía sau, tự mình luyện chế ra chín mặt tấm gương, mỗi một mặt đều là thượng phẩm thông thiên linh bảo, ban cho thế lực khá mạnh nhân tộc thế lực, diệt hồn kính chính là một cái trong số đó, này kính chuyên môn công kích thần hồn, nhục thân mạnh hơn đều vô dụng, đối với dị tộc tới nói diệt hồn kính là nhất cái ác mộng. Diệt hồn kính bị huyền linh thiên tôn ban cho nhất cái tu tiên thế gia, cái này tu tiên thế gia đã xuống dốc, tại trùng tộc đại chiến bên trong bị dị tộc công phá hang ổ, diệt hồn kính cũng không biết tung tích chẳng nhẽ bức tộc truy sát tống vân tường là vì diệt hồn kính như thế nói thông được diệt hồn kính rõ ràng là bị hao tổn nghiêm trọng cũng không biết có thể hay không chữa trị mặt biển như cùng nước sôi kịch liệt lăn lộn bỗng nhiên sinh ra một cố cường đại trọng lực kim bảo lão giả ba người cảm giác thân thể nặng như ngàn vạn cân ba người bọn họ bên ngoài thân linh quang đại phóng bỗng nhiên hóa thành ba con to lớn vô cùng con rơi to lớn cánh rơi vỗ không ngừng hướng về phía đông bay đi ầm ầm một đạo thô to lam sắc sóng nước phóng lên tận trời, thẳng đến ba con to lớn con rơi mà đi, cùng lúc đó, trọng trọng côn ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng ba con to lớn con rơi. Trên dưới giáp công, ba con to lớn con rơi chỉ có thể phân tán ra đến, tránh đi trọng trọng côn ảnh cùng lam sắc sóng nước. Lục quang đánh hụt, rơi vào trên mặt biển, mặt biển không có chút nào dị thường. Tống vân tường sắc mặt cứng nhắc xuống tới, mặt không có chút máu, hắn vội vàng lấy ra một mai lam sắc dược hoàn, dùng mà xuống sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận dùng trạng thái của hắn bây giờ khu sử diệt hồn kính tương đối phí sức vương trường sinh tay áo lắc một cái ba viên định hải châu bay ra hóa thành ba đạo lam quang chui vào nước biển bên trong ba con to lớn con rơi muốn tụ hợp vương trường sinh pháp quyết nhất biến mặt biển kịch liệt cuồn cuộn nhắc lên một đạo đạo cự lãng bỗng nhiên biến thành nhất cái cự đại lam sắc viên cầu đem một đầu kim sắc con rơi bao lại bên trong lam sắc viên cầu nhanh chóng chuyển động thể thích càng ngày càng nhỏ, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của nó. Kim sắc con rơi tựa hồ phát giác được không ổn, to lớn cánh rơi vỗ không ngừng, lít nha lít nhít kim sắc quang nhận bắn ra, lần lượt đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện, như cùng bùn nhập đại hải, nó há mồm phun ra một đạo kim sắc sóng âm, đồng dạng không có tác dụng gì. Kim quang lóe lên, kim sắc con rơi bỗng nhiên hóa thành kim bào lão giả bộ dáng, trên tay hắn biên bước tiêu lập tức sáng rõ, một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất. Kỳ quái là, vô hình sóng âm đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện, lam sắc thủy bích không nhúc nhích tí nào. Kim bào lão giả trao mày, lam sắc thủy cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, áp lực càng lúc càng lớn, hắn cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Kim bào lão giả phần lưng cánh rơi hung hăng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, chính là phong độn thuật. Phanh một tiếng vang trầm, nơi nào đó lam sắc thủy bích bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang hiện ra kim bào lão giả thân ảnh hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nguyên bộ thông thiên linh bảo kim bào lão giả hoảng sợ nói trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi hắn lật tay lấy ra một cái kim quang lóng lánh trường qua hướng về lam sắc thủy bích đánh tới khanh một tiếng vang trầm hỏa hoa văng khắp nơi lam sắc thủy bích bình yên vô sự kim bào lão giả triệt để luống cuống lam sắc thủy cầu thể thích càng ngày càng nhỏ áp lực gia tăng mãnh liệt hắn bên ngoài thân linh quang phóng đại tại nguyên chỗ nhất chuyển bỗng nhiên hóa thành một đạo vàng mịt mờ gió lốc hướng về lam sắc thủy bích đánh tới khanh khanh trầm đục kim sắc gió lốc chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm hiển nhiên là phí công tứ hải phục yêu trận vương trường sinh cười lạnh một tiếng chín khỏa định hải châu bố trí tứ hải phục yêu trận uy lực gia tăng mãnh liệt cho dù là hóa thần đại viên mãn yêu tộc cũng đừng hòng đơn giản thoát khốn kim sắc gió lốc bên trong bỗng nhiên bay ra một chương kim quang lóng lánh phù triệt phù triện bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, hiển nhiên là lục giai phù triện. Một tiếng vang trầm, kim sắc phù triện vỡ ra, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, đánh vào lam sắc thủy bích thượng diện, toát ra từng đợt bạch sắc nồng vụ. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc thủy cầu bỗng nhiên vỡ ra, kim bào lão giả thoát khốn mà xuất, vô số kim sắc hỏa diễm vẩy ra mà xuất, rơi vào trên mặt biển, nước biển kịch liệt thiêu đốt, bốc lên từng đợt khói trắng nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên một tên bước tộc bị trần hâm huy động kim sắc cửa côn tạp thành thịt nát hộ thể linh quang cũng đỡ không nổi mau rút lui nơi đây không nên ở lâu kim bào lão giả sắc mặt đại biến hoảng sợ nói hắn hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi trước mắt phản trường đúng lúc này phương viên ba vạn dặm mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn sinh ra một cố cường đại trọng lực kim sắc trường hồng tốc độ trì trệ một trận nổ thật to tiếng từ trên cao truyền đến một đoàn to lớn vô cùng xích sắc hỏa vân từ trên trời giáng xuống, đập vào kim sắc trường hồng trên thân. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, cuồn cuộn liệt diễm che mất kim sắc trường hồng. Sau một khắc, mấy chục dặm ngoại hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra kim bào lão giả thân ảnh, kim bào lão giả sắc mặt có chút cứng nhắc, trên người có rõ ràng bỏng vết tích. Hắn vừa mới lộ diện, to lớn cánh rơi đột nhiên một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Chờ hắn lần nữa lộ diện lúc, xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm, sau đó lại lần biến mất không thấy. Một tên khác bức tộc lại không có may mắn như vậy, tôn vô tế ra một cái lam sắc trường lăng, đột nhiên hất lên, một mảng lớn lam ảnh bao phủ mà xuất, cuốn lấy bức tộc chân phải, sát theo đó, một cỗ lam sắc sóng âm cuốn tới, bức tộc vội vàng phun ra một cỗ hắc sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Âm âm tiếng vang, hai đạo sóng âm đồng quy vô tận, tiêu thất vô tung vô ảnh, khí lãng như nước thủy triều, cự lãng ngập trời. Đúng lúc này, một mảnh lục sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống bao lại bức tộc bức tộc phát ra một đạo thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết ánh mắt đờ đẫn xuống tới không nhúc nhích hắn tam hồn thất phách toàn bộ bị diệt sát chỉ còn lại một bộ nhục thân vương trường sinh thầm giật mình dù là nhục thân cường đại tới đâu gì tộc cầm cái này diệt hồn kính cũng không có cách nào đi khó trách bức tộc hội truy sát tống vân tường ngoại trừ một vị hóa thần đại viên mãn bức tộc có thể đào sinh cái khác ba tên bức tộc bị giết tống đạo hữu diệt hồn kính làm sao lại tại trên tay của ngươi trần hâm tò mò hỏi ánh mắt âm trầm nói thật diệt hồn kính đúng là một kiện dị bảo nếu là có thể đạt được bảo vật này tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn tống vân tường mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng có kiện bảo bối này tống ra thực lực đề cao không ít may mắn đạt được đa tạ trần đạo Hiếu ân cứu mạng ngày khác tống mỗ nhất định có thâm tạ tống vân tường cảm kích nói hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi trần hâm nhướng mày muốn ngăn cản bị vương trường sinh ngăn cản trần sư huynh đi nhanh đi tống ra viện binh đến diệt hồn kính là hỏa thủy chúng ta còn là không nên dính vào tương đối tốt vương trường sinh thần thức cảm ứng được mấy vị hóa thần tu sĩ chính hướng về tại đây bay tới hơn phân nửa là tống gia tu sĩ trần hâm mặt lộ vẻ tiếc nuối nhẹ gật đầu bay trở về màu xanh phi chu bên trong bọn hắn lấy đi một tên khác bức tộc thi thể cùng tài vật cũng không tính toi công bận rộn một chàng tiếc nuối là, chết mất mấy vị nguyên anh kỳ đệ tử, chuyện này muốn lên báo tông môn trưởng lão mới được. Vương trường sinh một tay hướng về biển cả nắm vào trong hư không một cái, chín khỏa định hải châu cùng một mai hồng sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Trần hâm pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu hóa thành một đạo thanh quang, tiêu thất ở chân trời. chương 1965, đa mục tộc cùng thú nhân tộc. Tống vân tường tốc độ cực nhanh, bay ra mấy trăm dặm phía sau, một đạo trướng mắt hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu xòe hai cánh hơn 10 trượng đại cự hạc, cự hạc đầu nhỏ không gì sánh được, bốn nam nhất nữ đứng tại hồng sắc cự hạc trên lưng, cầm đầu là một tên dáng người thẳng tắp áo đỏ thanh niên, áo đỏ thanh niên kiếm mi lãng mục, đôi mắt sáng ngời có thần, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người linh áp ba động. Tống Thiên Minh, Tống Gia Tinh Anh Tử Đệ, Hóa Thần Đại Viên Mãn. Ngũ Thúc Công, người không có sao chứ tống thiên minh nhìn thấy vết thương chồng chất tống vân tường có chút khẩn trương mà hỏi ta không sao may mắn mà có trấn hải cung người xuất thủ tương trợ nếu không ta lần này tiểu giữ nhiều lành ít tống vân tường trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ diệt hồn kính tên tuổi quá lớn nếu không phải bức tộc thực lực không yếu hắn là không muốn động dùng bảo vật này trấn hải cung xem đến diệt hồn kính chúng ta là thủ không được đi về trước đi tống thiên minh thở dài nói chỉ cần Tống gia đạt được diệt hồn kính tin tức truyền đi, dùng diệt hồn kính danh khí, Tống gia khẳng định thủ không được bảo vật này, tiến hiến cho thần binh môn, còn có thể đổi một bút tu tiên tài nguyên. Tống Vân Tường gật gật đầu, bay đến hồng sắc cự hạc trên lưng. Hồng sắc cự hạc phát ra một đạo bén nhọn tiếng chim hót, to lớn cánh chim nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Kim thiềm đảo nguyên lai là một đầu lục giai bích nhãn kim thiềm xào huyệt, về sau thần binh môn tu sĩ cấp cao tiêu diệt bích nhãn Kim Thiềm, đảo này cũng đổi tên Kim Thiềm đảo. Kim Thiềm đảo là thần binh môn khống chế hòn đảo, đông lân cận đa mục tộc địa bàn, tây tiếp thú nhân tộc địa bàn, nam liền bức tộc địa bàn, vị trí địa lý tương đối đặc thù, bất quá cũng chính vì vậy, Kim Thiềm đảo thường xuyên sẽ xuất hiện dị tộc đặc sản chi vật, tăng thêm Kim Thiềm đảo phụ cận hải vực yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây, xúc tiến Kim Thiềm đảo phồn hoa. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về kim thiềm đảo bay tới. Thanh quang tới gần kim thiềm đảo chăm dặm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, thanh quang thu vào, lộ ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, vương trường sinh chờ hơn 20 vị tu sĩ đứng tại màu xanh phi chu thượng diện, bọn hắn không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là kim thiềm đảo A, vương trường sinh lầm bẩm trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn vốn cho rằng huyền nguyệt đảo tính toán lớn, tòa này kim thiềm đảo so huyền nguyệt đảo còn lớn hơn, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, Trung ương là nhất tòa cao vút trong mây xanh biếc cử phong, cử phong bốn phía là đất bằng, nhất tòa to lớn làm sắc thành chỉ đem hơn phân nửa tòa đảo bao bọc vây quanh. Thành nội có thể nhìn thấy cao thấp không đồng nhất kiến trúc, còn có thể nhìn thấy đại lượng bóng người đi lại. Vô luận là Huyền Nguyệt đảo hay là Kim Thiềm đảo, diện tích đều so Trấn Hải tông tổng đàn lớn hơn, mà Trấn Hải cung tổng đàn so Kim Thiềm đảo lớn hơn. Kim Thiềm đảo vị trí địa lý tương đối đặc thù, có chủng tộc khác ẩn hiện, chỉ ít ở trên đảo là an toàn, xuất phường thị, vậy liền khó mà nói các ngươi đều không cần tự tiện rời đi phường thị, có biết không? Trần Hâm sông Nguyên Anh kỳ đệ tử phân phó nói, cũng có nói cấp phương trường sinh cùng Uông Như Yên nghe ý tứ. Là, Trần Sư Bá, chúng đệ tử chăm miệng một lời đáp ứng, Trần Hâm pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi hướng về kim thiềm đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại lam sắc cửa thành cửa thành, cửa thành treo nhất khối sơn kim bài biển, trên đó viết kim thiềm thành tam cái ngân sắc đại tự. Vương Trường Sinh một nhóm người nhanh chân đi tiến Kim Thiềm Thành, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Đường đi rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng sắp xếp có thứ tự, cùng nguyên Nguyệt Đảo bất đồng chính là, ngoại trừ nhân tộc, Vương Trường Sinh thấy được hai tên cao khoảng một trượng cự nhân, đầu của bọn hắn bên trên có hơn 10 cái con mắt, số lượng cũng không giống nhau, sinh trưởng vị trí cũng không giống. Đa mục tộc, Vương Trường Sinh nhận ra này hai tên cự nhân lai lịch, ấn lý tới nói, đa mục tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt phát sinh nhiều lần đại chiến, đa mục tộc tộc nhân dám xuất hiện tại nhân tộc mở phường thị, lá gan xác thực không nhỏ. Ngoại trừ đa mục tộc, Vương Trường Sinh còn chứng kiến mấy tên đầu thú người thân tu sĩ, đây là thú nhân tộc. Thú nhân tộc cùng bán yêu có phần tương tự, bất đồng chính là, thú nhân tộc vừa sinh ra chính là nửa người nửa yêu, coi như tu luyện tới cao giai, thú nhân tộc vẫn là ban đầu hình thái, mà bán yêu tu luyện tới cao giai, có thể triệt để hóa thành nhân hình thú nhân tộc cùng bán yêu cộng đồng đặc điểm là đều có thể hóa thành yêu thú hình thái. Thú nhân tộc tướng đối nhân tộc mà nói chỉ là nhất cái tiểu tộc, không thể không cùng cái khác tiểu tộc liên thủ đối kháng nhân tộc. Một chén trà thời gian phía sau, đám người bọn họ xuất hiện tại nhất tỏa cửu tầng cao kim sắc gác lửng cổng, bảng hiệu bên trên viết thiên hải các tam cái ngân sắc đại tự. Đây là Trấn Hải Tông mở cửa hàng, kinh doanh phạm vi khá rộng. Các người tự do hoạt động, không được tự mình rời đi phường thị là được rồi. Trần Hâm căn dặn nhất thanh, nhanh chân đi tiến thiên hải lâu vương trường sinh bốn người vội vàng đuổi theo nguyên anh tu sĩ tán đi đi dạo đứng lên đến đến lầu chín vương trường sinh thấy được một vị khuôn mặt trắng noãn nam tử trung niên mặt tròn đôi mắt nhỏ tóc thưa thớt não đầy ruột mập thái vân phong luyện hư trung kỳ đệ tử bái kiến thái sư thúc trần hâm năm người nhao nhao hành lễ chăm miệng một lời nói các ngươi như thế nào muộn như vậy mới đến trên đường xảy ra chuyện gì a à? thái vân phong nhíu mày nói thái sư thúc Chúng ta trên đường đụng phải bước tộc, lúc này mới chậm trễ. Trần Hâm đem sự tình đi qua nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Diệt hồn kính, cái này dị bảo thế mà rơi vào tống ra trên tay, tống ra vận khí không tệ. Thái Vân Phong trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nhẹ nói, hắn nhớ tới cái gì, tiếp lấy nói ra các ngươi vất vả, này sự không được ngoại chuyện. Ta hội báo cáo, các ngươi một đường vất vả, trước tiên ở trong phường thì tu trình, để sau có nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm. Là... Thái sư thúc Trần Hâm năm người chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Thái Vân phong ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, mặt lộ vẻ tán thành, nói ra: Vương sư điệt, ngươi lập công, này sự ta hội báo cáo vì ngươi xin thưởng. Tại đây cùng Huyền Nguyệt đảo không giống, mà kể các ngươi đối với dị tộc lại thế nào bất mãn, đều không cho tại trong phường thị động thủ, có biết không? Là Thái sư thúc Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn còn không có ngô xuẩn đến tại phường thị đối với dị tộc động thủ. Thái Vân Phong dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Đi ra thiên hải lâu, Trần Hâm năm người rất có ăn ý tách ra, các làm các việc. Cửa hàng bên trong thương phẩm đủ loại, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ có thể nhận ra một bộ phận, mở rộng tầm mắt. Thân là một vị luyện khí sư, Vương Trường Sinh đối với vật liệu luyện khí tương đối cảm thấy hứng thú. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất cái cửa đại thanh thạch quảng trường, có đại lượng tu sĩ ở chỗ này bày quầy bán hàng, quầy hàng lên đồ vật đủ loại, chủng loại phồn đa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi một chút nhìn xem, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Tiếc nuối là, bọn hắn dạo qua một vòng, cũng không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này cũng rất bình thường, nhặt nhạnh chỗ tốt đều xem vận khí. chương 1966, Mỹ Ma, Vạn Quỷ Cốc, Hổ Khiếu Thiên. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, tăng nhanh bộ pháp, Uông Như Yên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn dừng ở nhất cái quán nhỏ phía trước, chủ quán là một tên lưng hùm vai gấu kim sam đại hán, mày rậm mắt to, kim sam đại hán mi tâm có nhất cái kim sắc hỏa diễm đồ án, trên cánh tay có không ít bộ lông màu vàng óng, hết sức kỳ quái, xem nó khí thức, hiển nhiên là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Quầy hàng bên trên trưng bày không ít thứ, khoáng thạch, linh dược, linh bảo, xương thú, yêu đan vân vân. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen thượng diện, hồ lô màu đen bên ngoài khắc lấy nhất cái giữ tận lệ quỷ đồ án, nhẹ nhàng lắc lư, giống như bên trong có cái gì vật sống, có thể nhìn thấy vạn quỷ hồ ba cái chữ nhỏ, đây là một kiện linh bảo, bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Vương trường sinh thần thức quét qua, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, âm khí rất nặng, hiển nhiên là quỷ đạo bảo vật. Theo chủ quán bề ngoài đến xem, hẳn là kim diễm hổ nhất tộc tộc nhân. Vị đạo hữu này, vạn quỷ hồ bán thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, vệ hồn kim thiền thôn vệ quỷ vật tinh hồn, có trợ giúp tiến dai. Phương Thị có ngũ dài yêu thú tinh hồn xuất thủ, bất quá giá cả hơi đắt, vô pháp đại lượng mua sắm. Vương Trường Sinh xuất hiện tại quầy hàng phụ cận lúc, vệ hồn kim thiền tương đối táo bạo, hiển nhiên cái này vạn quỷ hồ bên trong có nó muốn đổ vật, nghe danh tự liền biết, vạn quỷ hồ bên trong đựng là quỷ vật, tương đối mà nói, vệ hồn kim thiền càng ưa thích thôn vệ quỷ vật, đặc biệt là cao dai quỷ vật. Bảo vật này chỉ đổi không bán, ít nhất phải năm kiện linh bảo nếu như nguyên bộ linh bảo số lượng có thể ít một chút kim sam đại hán mở miệng nói ra thanh âm to một kiện linh bảo mà thôi đổi thành bộ linh bảo ngươi món bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng muốn chữa trị cũng không dễ dàng uông như yên cò kè mặc cả trong này có một đầu hóa thần sơ kỳ mỹ ma bất quá bị trọng thương nếu như đạo hữu tỉ mỉ chiếu cố lại chữa trị bảo vật này bảo vật này uy lực tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng kim sam đại hán giải thích nói Mị ma, vương trường sinh đôi mắt nhíu lại, trên mặt vẻ mặt nhưng nghĩ tới cái gì. Mị ma là nhất chủng đặc thù quỷ vật, am hiểu mị hoặc chi thuật, cao dài mị ma thi triển huyễn thuật 10 phần đáng sợ, bất quá mị ma bồi dưỡng không dễ, bình thường xuất hiện tại một chút âm khí nồng đậm cấm địa, mị ma số lượng càng ngày càng ít, bất quá đối với tu luyện quỷ đạo tu sĩ tới nói, mị ma là một sự giúp đỡ lớn. Ta muốn nhìn một chút hàng, này không có vấn đề chứ. Vương trường sinh trầm giọng nói, Kim Sam Đại Hán gỡ ra nút hồ lô, một trận nữ tử thanh sướng tiếng vang lên, thanh âm êm tai, như cùng tiếng trời, bất quá căn bản nghe không rõ ràng nó thanh sướng nội dung, phụ cận một chút cấp thấp tu sĩ nghe được này thanh âm, ánh mắt biến ngốc trệ xuống tới, vẻ mặt hốt hoảng. Một đạo hồng quang theo vạn quỷ hồ bay ra, rõ ràng là một tên sắc mặt tái nhợt nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ tai dài đôi mắt nhỏ, còn có một cái hồng sắc cái đuôi, bên ngoài thân trải rộng hắc sắc hoa văn, giống người mà không phải người, tự quỷ không phải quỷ, tự yêu không phải yêu. Xem nữ tử áo đỏ tản ra kinh khủng sóng linh khí, rõ ràng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, bất quá tình trạng của nàng không hề tốt đẹp gì, hiển nhiên bị trọng thương. Kim Sam đại hán một ngón tay hiện ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, nữ tử áo đỏ chạm đến kim sắc hỏa diễm, phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, rút về vạn quỷ hồ bên trong. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, hồng quang lóe lên, ba mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ xuất hiện trên tay, này ba mặt lệnh kỳ là hắn theo bức tộc chữ vật giới tìm tới đúng lúc này một cỗ âm phong thổi qua một đầu khô quát đen nhánh đại thủ chụp vào vạn quỷ hồ vương trường sinh nhướng mày thần trí của hắn cảm ứng được người đến là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ khó được đụng phải phệ hồn kim thiền cảm thấy hứng thú đồ vật vương trường sinh đương nhiên sẽ không nhường cho phệ hồn kim thiền thôn phệ mị ma đối với hắn cá nhân cũng có chỗ tốt vương trường sinh tay phải sáng lên trướng mắt lam quang hướng phía trước một chảo, bắt lấy khô quát đại thủ. Mọi thứ có tới trước tới sau, vương trường sinh mở miệng nói ra, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhìn thấy một tên mặt mũi nhăn nheo hắc bào lão ẩu, hắc bào lão ẩu bên hông buộc lấy vài cái bộ xương màu đen đầu, dáng người gầy gò, hốc mắt hãm sâu, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người sát khí, xem nó cách ăn mặc cùng khí tức, hơn phân nửa là một vị quỷ tu. Cái gì tới trước tới sau, người trả giá cao được, hắc bào lão ẩu lạnh mặt nói, lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, ném cho Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán thần thức quét qua, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trao mày, xem ra, hắc bào lão ẩu lấy ra đồ vật không là bình thường đồ vật. Uông Như Yên ngầm hiểu, lấy ra nhất cái hồng sắc bình xứ, ném cho Kim Sam Đại Hán, Kim Sam Đại Hán gỡ ra nắp bình, một cỗ đặc thù dị hương bay ra. Kim Sam Đại Hán đem bình xứ đưa lên mũi nhẹ ngửi mấy lần, thần sắc như thường, nhìn về phía hắc bào lão ẩu, một bộ người trả giá cao được bộ dáng. Mị ma đã bản thân bị trọng thương, muốn khôi phục tối thiểu muốn hơn trăm năm thời gian, lão thân lấy ra đồ vật đã đủ. hắc bào lão ẩu nhíu mày nói, người trả giá cao được, đây chính là hóa thần sơ kỳ mị ma. Kim Sam Đại Hán bất phi sở động, hắc bào lão ẩu lấy ra nhất cái hắc sắc hộp ngọc, ném cho Kim Sam Đại Hán, Kim Sam Đại Hán mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh lại khép lại. Hắn nhìn về phía Uông Như Yên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đã vị đạo hữu này ra giá cao hơn, quên đi. Vương Trường Sinh đứng dậy muốn đi, nói đùa cái gì, lặp đi lặp lại nhiều lần tăng giá, mị ma có thể hơn trăm năm khôi phục đều tính toán nhanh, với hắn mà nói, mị ma chỉ là phệ hồn kim thiền đồ ăn mà thôi. Đạo hữu chậm đã, vạn quỷ hồ về ngươi, kim sam đại hán đem vạn quỷ hồ nhét vào Vương Trường Sinh trên tay, hiển nhiên, hắn là giao giá trên trời, chỉ là không nghĩ tới Vương Trường Sinh như vậy quyết đoán căn bản không quen lấy hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy ra đồ vật đều đến tự bức tộc, cũng là không đau lòng. Hắc bào lão ẩu thân hình thoát một cái, ngăn cản Vương Trường Sinh, mặt lạnh lấy nói ra, vị đạo hữu này, lão thân có thể xuất giá cao, xem ở chúng ta vạn quỷ cốc phân thượng, cấp lão thân một bộ mặt. Vạn quỷ cốc là nhất hạng trung môn phái, có một vị hợp thể tu sĩ tọa chấn, vạn quỷ cốc tu sĩ am hiểu khu quỷ ngự yêu. Vương Trường Sinh cười cười, không tranh nổi hắn, liền muốn chuyển ra núi dựa dọa người. Hắn lấy ra Trấn Hải cung thân phận lệnh bài, nhìn thấy Trấn Hải hai chữ, Hắc Bào lão ẩu giật mình một cái, không nói hai lời, xoay người rời đi. Vạn Quỷ cốc cùng Trấn Hải cung so ra kém xa, nàng chỉ có thể nhận sợ. Kim Sam đại hán thấy cảnh này, trong mắt kinh ngạc lóe lên, cung tay làm lễ nói ra, tại hạ hổ khiếu thiên, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nếu như về sau bắt được mị ma, tại hạ có thể ưu tiên cân nhắc đạo hữu. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói ra, Trấn Hải Cung Vương Trường Sinh, Mị Ma là hổ đạo hữu bắt được. Đó cũng không phải, có người có ý đồ với ta, bị ta giết. Theo trên thi thể tịch thu được, hổ khiếu thiên giải thích nói, mặt mũi tràn đầy ngạo ý. Nguyên lai dạng này, nếu như hổ đạo hữu lại lấy tới Mị Ma loại hình đồ vật, có thể đến thiên hải lâu tìm chúng ta, chúng ta còn có việc tại thân, cáo từ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên cùng rời đi. Trường 1967, Ngũ Hành Tử tin tức một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa Điêu Lan Ngọc thế gác lửng cổng. Huyền Quang lâu, cửa hàng này kinh doanh phạm vi rất rộng rãi, tương đối nổi danh chính là Thất Tinh Uẩn Thần Đan, Thất Tinh Uẩn Thần Đan là ngũ giai đan dược, có thể tăng trưởng thần thức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện tại tu luyện công pháp đối với thần thức đều có rất cao yêu cầu, tăng trưởng thần thức đan dược hoặc là dị bảo cũng là bọn hắn một mực tại tìm kiếm đồ vật, đặc biệt là tăng trưởng thần thức linh đan rượu dược, bất quá tương đối ít thấy. Tăng trưởng thần thức đan dược phải lượng lớn phục dụng, tăng trưởng thần thức mới khả quan, phục dụng mấy khỏa hiệu dụng không lớn. Hiệu quả tốt nhất đương nhiên là tăng trưởng thần thức công pháp, Phương Trường Sinh cùng Trần Hâm nghe qua, Trấn Hải cung xác thực có tăng trưởng thần thức công pháp, bất quá chỉ là thôi diễn đến hóa thần kỳ, tu luyện độ khó tương đối cao, mà lại tăng trưởng thần thức cũng không nhiều, không có bao nhiêu tu sĩ cấp cao tu luyện, Trần Hâm đã từng tu luyện qua, bất quá cảm giác tăng trưởng thần thức quá ít, tốn hao thời gian quá nhiều, cũng không có lời, cũng liền từ bỏ. Tăng trưởng thần thức công pháp là tương đối ít thấy, cũng không đại biểu không có, hoặc là hiệu quả không lớn, hoặc là điều kiện tu luyện quá hà khắc, hoặc là cần nguyên bộ thông thiên linh bảo phụ trợ. Dù sao thần thức cường đại hiệu quả có rất nhiều chỗ tốt, thế lực lớn khẳng định có tăng trưởng thần thức công pháp, chỉ là công pháp hiệu quả bình thường mà thôi. Có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào, nhìn tương đối náo nhiệt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, chạm mặt tới chính là nhất cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, Huyền Thanh Ngọc chế tạo phía sau quầy, thì là một đạo ngân sắc bức tường cao, bức tường cao bên trên là một bức tinh mỹ bích họa, nội dung là một đám tu sĩ tại trong phường thị giao dịch, linh quang lập lòe, phù văn chấp động. Mười mấy danh người mặc thống nhất ngân sam người hầu đứng tại phía sau quầy, bọn hắn chính cấp khách nhân giới thiệu cái gì, thỉnh thoảng có ngân sam người hầu đưa tay hướng về ngân sắc bức tường cao chộp tới, ngân sam người hầu bàn tay rất nhẹ nhàng xuyên qua ngân sắc bức tường cao, theo bên trong xuất ra các loại thương phẩm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có ở đại sảnh quá nhiều dừng lại, thẳng đến trên lầu mà đi. Lầu 2, lầu 3 bố trí trang nhã một cái, phía sau quầy đồng dạng là một đạo ngân sắc bức tường cao, nhân viên cửa hàng theo ngân sắc bức tường cao bên trong lấy ra các loại thương phẩm. Đến đến lầu 4, một tên trắng trắng mập mập nho sinh trung niên ngay tại đọc qua một bản thật dày điển tịch. Nhìn thấy vương trường sinh cùng uông như yên, nho sinh trung niên buông xuống điển tịch, đứng dậy, khách khí nói ra, tại hạ huyền quang lâu trưởng quỹ Khương Vân Hạc, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ họ vương, chúng ta muốn mua một chút thất tinh uẩn thần đan vương trường sinh khai môn kiến sơn nói vương đạo hữu tới không trùng hợp chúng ta vừa bán xong thất tinh uẩn thần đan trước mắt không có hàng vương đạo hữu có thể lưu lại phương thức liên lạc chỉ cần hàng tới ta lập tức phái người thông chi các ngươi khương vân hạc mặt mũi tràn đầy ái náy thất tinh uẩn thần đan là huyền quang lâu tương đối nổi danh thương phẩm lượng tiêu thụ rất tốt không có hàng có cái khác tăng trưởng thần thức đồ vật a vương trường sinh nhíu mày nói Khương Vân Hạc gật đầu nói, có là có, nhưng là không thích hợp hai vị đạo hữu sử dụng, đối với Nguyên Anh dùng dưới có nhất định hiệu quả. Uông Như Yên lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Khương Vân Hạc, nói ra, chúng ta muốn mua những tài liệu này, quý điếm có đi. Khương Vân Hạc tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, nói, những vật này đều có, hai vị đạo hữu chờ một lát một lát. Hắn lấy ra nhất mặt màu bạc nhạt pháp bàn, một trận khoa tay, tiếp đó đánh vào một đạo pháp quyết. Khương Vân Hạc cùng Vương Trường Sinh hai người bắt chuyện đứng lên, đều là nói chuyện phiếm. Khương Trường Quý, gần đoạn thời gian, tu tiên giới có cái gì đại sự phát sinh a? À? Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, nếu quả như thật có đại sự phát sinh, Thái Vân Phong khẳng định nói cho bọn hắn biết. Hắc hắc, thật là có một kiện đại sự, ngũ hành tử bị người ám toán, thân tử đạo tiêu. Khương Vân Hạc cười hắc hắc, có phần thần bí nói. Cái gì? Ngũ hành tử thân tử đạo tiêu? Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Ngũ Hành Tử là một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ, nghe nói người này từng tiến vào Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được không ít bảo bối cùng Huyền Linh Thiên Tôn luyện khí truyền thừa, luyện khí trình độ đề cao rất nhanh, hơn 10 năm trước, Thất Tinh Thương Minh tổ chức đấu giá hội trả đấu giá qua Ngũ Hành Tử luyện chế thông thiên linh bảo. Ngũ Hành Tử tự xây Ngũ Hành Tông, môn đồ bên trên vạn, tự thành một phương thế lực. Thiên chân vạn xác, hắn bản mệnh pháp bảo đều báo hỏng, liền ngũ hành tông tổng đàn đều bị công phá, tuyệt đối sẽ không có sai. Khương Vân Hạc lời thề son sắt nói, Khương trưởng quỹ, đây là báo thù, còn là dị tộc làm ra. Vương trường sinh tò mò hỏi, tin tức này quá rung động, luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ, chẳng nhẽ là hợp thể tu sĩ xuất thủ. Nghe nói ngũ hành tử là dị tộc thám tử, nhất trực vì dị tộc cung cấp tin tức, bán nhân tộc, bất quá ngũ hành tử bằng vào một bộ dị bảo giết ra khỏi trùng vây, không biết thông tích, hiện tại các thế lực lớn trọng kim treo thưởng ngũ hành tử, ngũ hành tông đệ tử cũng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Khương Vân Hạc nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm túc. Dị tộc thám tử, vương trường sinh cùng uông như yên không quá tin tưởng, ngũ hành tử khai tông lập phái có hơn ngàn năm, nhất trực bình an vô sự, bỗng nhiên truyền ra tin tức này, thấy thế nào đều có vấn đề, làm không tốt là hắn tại huyền linh thiên tôn đạo trường được cái gì trọng bảo, gây nên một cái thế lực lớn ngấp nghé. Thất phu vô tội hoài bích có tội, loại chuyện này cũng không kỳ quái. Một tên khuôn mặt tinh minh nam tử trung niên đi tới, nam tử trung niên đem một viên màu xanh chữ vật giới đưa cho Khương Vân Hạc, khom người lui xuống. Vương Đạo Hiếu, đây là thứ người muốn, người xem một chút. Khương Vân Hạc đem chữ vật giới đưa cho Vương Trường Sinh, khách khí nói. Vương Trường Sinh đổ ra trong nhẫn chứa đổ đồ vật, cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai phía sau, nhẹ gật đầu, uông như yên lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho Khương Vân Hạc một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, một tên thân cao chín thước thanh niên áo trắng cùng một tên dáng người thước tha làm váy thiếu nữ đi tới, thanh niên áo trắng mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, eo quấn thanh ngọc đai lưng, ánh mắt thâm thúy, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ ngạo khí, làm váy thiếu nữ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, da thịt hơn tuyết, đầu sơ lăng vân tóc mai. Hai người đều là hóa thần trung kỳ, thanh niên áo trắng khí tức càng mạnh một chút. Theo phục sức của bọn họ đến xem, hiển nhiên là huyền thanh phái đệ tử. Khương trưởng quỹ, nếu như thất tinh uẩn thần đan đến hàng, phái người đi thiên hải lâu thông chi ta. Vương trường sinh khởi thân cáo từ, cùng uông như yên rời đi. Thanh niên áo trắng quét vương trường sinh cùng uông như yên một chút, không hề quan tâm quá nhiều. Xuất huyền quang lâu, vương trường sinh cùng uông như yên trên đường đi dạo, bọn hắn phát hiện rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận ngũ hành tử sự tình. Có người nói ngũ hành tử cấu kết dị tộc giết hại tu sĩ nhân tộc, còn có người nói ngũ hành tử lợi dụng tu sĩ nhân tộc tu luyện, còn có người nói ngũ hành tử có một bộ đại uy lực thượng phẩm thông thiên linh bảo gây nên rình mò, cũng có người nói ngũ hành tử có một bộ thất sai trận pháp, có thể suy yếu đại thiên kiếp uy lực, từ đó làm cho phiền phức thượng môn, trung thuyết vân vân. Ngũ hành tử xuất sự là mấy năm này phát sinh sự tình, mà vương trường sinh tại đi đường, tự nhiên không rõ ràng. Sau ba canh giờ, vương trường sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. chương 1968, Thiên Hư Ngọc Thư đây là trấn hải cung cho bọn hắn an bài chỗ ở bọn hắn tạm thời ở chỗ này vương trường sinh lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe lam sắc trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển trống giống hiển hiện bao lại cả tòa viện tử hắn thả ra hai cái phệ hồn kim thiền bọn chúng bay ở giữa không trung phát ra từng đợt bén nhọn tê minh thanh hưng phấn ngoài mang theo vài phần thấp thỏm hắn lấy ra vạn quỷ hồ đánh vào một đạo pháp quyết nút hồ lô bay lên một trận êm tai động lòng người nữ tử thanh sướng tiếng vang lên mị ma bay ra vạn quỷ hồ vừa mới bay ra vạn quỷ hồ hai cái phệ hồn kim thiền các phun ra một gỗ kim sắc hỏa diễm đánh về phía mị ma mị ma ngọc dung đại biến đang muốn tránh đi một đạo tiếng rên rỉ vang lên phản ứng chậm lại hai đạo màu vàng hỏa diễm rơi vào trên người nàng trên thân bốc lên từng đợt khói xanh mị ma phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương bất quá rất nhanh nàng mở miệng thanh sướng đứng lên tiên âm trận trận hai cái phệ hồn kim thiền bỗng nhiên đình chỉ công kích mị ma, ánh mắt của bọn nó ngốc trệ xuống tới, phiêu phù ở giữa không chung, không nhúc nhích. Vương trường sinh cùng uông như yên mang theo long phượng tỏa, cũng không thụ ảnh hưởng. Tay phải hắn hướng về mị ma nhẹ nhàng vỗ, một cố kình phong thổi qua, một đầu bàn tay vô hình trống giống hiển hiện, chuẩn xác đập vào mị ma trên thân. Nhất thanh cực kỳ thống khổ nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau, mị ma bay rớt ra ngoài, rơi đập trên mặt đất, mặt đất thêm ra nhất cái hố cực lớn. Uông Như Yên lấy ra hồng trần địch, thổi, một trận vui sướng tiếng địch vang lên, hư không có chút chấn động vặn vẹo. Mị ma suy yếu không gì sánh được, rất nhanh liền lâm vào trong ảo cảnh, đôi mắt ngốc trệ, chốc chốc cuồng tiếu, chốc chốc cười ngớ ngẩn. Hai cái phệ hồn kim thiền thừa cơ nhào tới, cắn xé mị ma. Mị ma không có chút nào cảm giác, còn tại cười ngớ ngẩn. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hai cái tứ dài phệ hồn kim thiền căn bản không phải hóa thần kỳ mị ma đối thủ, bất quá mị ma hiện tại hết sức yếu ớt, lại lâm vào huyến cảnh. Nửa khắc đồng hồ không đến, Ngụy Ma phát ra bị hai cái phệ hồn kim thiền chia ăn mất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể rõ ràng cảm nhận được, thức hải tràn vào một cỗ thần thức. Vương Trường Sinh mừng rỡ, đi vạn quỷ hồ đánh vào một đạo pháp quyết, một trận thê lương tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, mấy trăm con quỷ vật theo vạn quỷ hồ bay ra, kết đan kỳ quỷ vật có hơn trăm con, nguyên anh kỳ quỷ vật có hơn 10 cái, bọn chúng đều hết sức yếu ớt, thân thể như ẩn như hiện, hiển nhiên bị trọng thương hai cái phệ hồn kim thiền như cùng hổ vào bầy dê phun ra một đạo đạo kim sắc hào quang bao lại từng cái quỷ vật cuốn về miệng trong sau gần nửa canh giờ sau cùng hai cái quỷ vật bị hai cái phệ hồn kim thiền thôn phệ hết vạn quỷ hồ linh quang ảm đạm không gì sánh được bên ngoài vết rách nhiều gấp đôi thôn phệ mấy trăm con quỷ vật hai cái phệ hồn kim thiền biến mệt mỏi muốn ngủ tựa hồ là ăn quá no vương trường sinh cùng uông như yên thần thức tăng trưởng không ít hai người nếu như vận dụng hợp kích bí thuật thần thức điệp ra, không so hóa thần đại viên mãn kém. Thập bát khỏa định Hải Châu đều là thông thiên linh bảo, đồng thời khu sử thập bát khỏa định Hải Châu chẳng những hội tiêu hao đại lượng pháp lực, thần thức hao tổn cũng không nhỏ. Thôn vệ như thế nhiều quỷ vật, nói không chừng bọn chúng có thể tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới. Uông như yên vừa cười vừa nói, quỷ quái tinh hồn đối với vệ hồn kim thiền tới nói là chất sinh dưỡng. Bất quá những này chất sinh dưỡng một bộ phận phụng dưỡng cấp phương trường sinh cùng Uông Như Yên, bọn chúng trước đó không lâu mới tiến dai, hẳn là sẽ không nhanh như vậy tiến dai, nếu như lại để cho bọn chúng thôn vệ mấy cái hóa thần kỳ quỷ vật, có lẽ có thể tiến dai, chúng ta đuổi đến lâu như vậy con đường, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Vương Trường Sinh phân tích nói, hắn thu hồi vệ hồn kim thiền, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Uông Như Yên thu hồi vệ hồn kim thiền, đi theo. Màu xanh lầu các nội bộ bố trí cổ điển, bày biện vài cây bồn hoa, treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy. Đi vào luyện công thất, Vương Trường Sinh lấy ra thận châu trời nhiều loại vật liệu luyện khí, tính toán luyện chế một khỏa thiên huyễn châu. Hắn tại đấu giá hội bên trên đạt được không ít vật liệu luyện khí, vội vàng đem định hải châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo, không có thời gian luyện chế thiên huyễn châu. Hắn há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy thận châu, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên giảm xuống. Thiên Hải lâu, lầu 9. Trần Hâm ngay tại hướng Thái Vân Phong hồi báo cái gì, Thái Vân Phong trên tay cầm lấy một bức màu xanh họa trục, vẽ lên là một tên dáng người gầy gò kim bào lão giả, kim bào lão giả ngũ quan đoan chính, đôi mắt ngóng nhìn hướng nơi xa, buộc lên nhất cái kim sắc áo ra. Thái sư thúc, ngũ hành tử thực cấu kết dị tộc. Trần Hâm tò mò hỏi, thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn lại có nửa tờ thiên hư ngọc thư, như hắn đem vật này thượng cung cấp hợp thể tu sĩ đổi lấy che chở, hoặc là không dễ dàng gặp người, vậy còn không có việc gì, hắn cũng không chịu lên giao, cũng không thể phong tỏa tin tức, tự nhiên xui xẻo. Thái Vân Phong cười khẩy nói, ngũ hành tử là tán tu xuất thân, hiểu sơ luyện khí thuật, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn luyện khí trình độ nhanh chóng đề cao, liên tiếp luyện chế ra mấy món đại uy lực bảo vật, danh tiếng vang xa, tu vi cũng theo đó tăng lên, khai tông lập phái, danh tiếng không hai. Nửa tờ thiên hư ngọc thư, không phải nói hắn theo huyền linh thiên tôn đạo trường đạt được bộ phận luyện khí truyền thừa A. Trần Hâm nghi ngờ nói, huyền linh thiên tôn đạo trường ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm, Hắn tu luyện tới hóa thần kỳ đã đem gần ngàn tuổi, mà Huyền Linh Thiên Tôn trên đạo trường lần hiện thế là hơn vạn năm trước, địa điểm căn bản không tại Huyền Linh Đại Lục, lui một bước tới nói, coi như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường tại Huyền Linh Đại Lục một cái nơi hẻo lánh hiện thế, khẳng định sẽ khiến các thế lực lớn chú ý, chúng ta đều không có thu được nửa điểm phong thanh, hơn phân nửa là chính hắn thả ra tin tức. Thứ nhất có thể giải thích vì sao hắn luyện khí trình độ tăng lên nhanh như vậy, hai là cũng là nhường thế lực khác sinh ra lòng kiêng kỵ. Thái Vân Phong xem thường nói, Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, Thái sư thúc, hắn thực sẽ ở phường thị. Ngũ hành tử lá gan cũng quá lớn đi, này gọi dưới đèn hắc, bên ngoài có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm ngũ hành tử, nó bên trong không thiếu luyện hư tu sĩ, bất quá muốn tìm được ngũ hành tử cũng không dễ dàng, gia hỏa này có một kiện dị bảo, có thể cải biến dung mạo cùng tự thân khí tức, thậm chí có thể đem tự mình ngụy trang thành dị tộc, bình thường thông thiên linh bảo cũng vô pháp phát hiện nó thân phận chân thật nếu như ta là hắn, tự trung thực trốn ở phường thị chữa thương, thương thế khỏi hẳn lại tìm cơ hội rời đi. Thái Vân Phong phân tích nói, hắn nhớ tới cái gì, bổ sung nói, người phân phó, lưu ý chủng tộc khác tu sĩ cấp cao, nếu như phát hiện khả nghi mục tiêu, lập tức thông chi ta, nếu là có thể đạt được thiên hư ngọc thư, trưởng môn sư bá khẳng định trọng trọng có thưởng. Là, Thái Sư Thúc, Trần Hâm miệng đầy đáp ứng, thân sắc cung kính. Nhất tòa ưu tính tiểu viện, viện tử bất quá lớn gần mẫu, nhất cái màu trắng nhạt màn sáng bao lại cả tòa viện tử. Hổ khiếu thiên ngồi tại một chương màu xanh bên cạnh cái bàn đá biên trên bàn đá trưng bày một chương màu xanh ra thú. Phía trên là phường thị bản đồ phân bố, từng cái cửa hàng vị trí đều rất rõ ràng. Càn lão quỷ, chờ lão phu thoát khốn, bút chướng này hội hảo hảo tính với ngươi. Hổ khiếu thiên tự nhủ, hắn thu hồi màu xanh ra thú, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Chương 1969, 2 năm, thời gian 2 năm, trôi qua rất nhanh ra nào đó mật thất, vương trường sinh xếp bằng ở một chương lam sắc trên bổ đoàn, ba cái màu lam nhạt phi châm phiêu phù ở thân trước, linh quang lập lè, rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, vương trường sinh lầm bẩm trong mắt tràn đầy vui mừng, lúc trước hắn luyện chế qua một viên huyền ngọc diệt linh châm, dùng tài liệu cùng này ba cái phi châm giống nhau như đúc. Bộ này phi châm là huyền ngọc châm, luyện vào thiên nguyệt hàn tinh, uy lực so phổ thông hạ phẩm thông thiên linh bảo lớn hơn. Trong hai năm này, Vương Trường Sinh một mực tại luyện chế, ngoại trừ Huyền Ngọc Trâm cùng Thiên Huyễn Châu, hắn còn luyện chế ra mấy món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bị giới hạn vật liệu, trên tay hắn hai khỏa Thiên Huyễn Châu chỉ là linh bảo, mà không phải thông thiên linh bảo, cao giai huyễn thuật loại vật liệu vẫn tương đối hiếm thấy. Tại Đông Ly giới thời điểm, Vương Trường Sinh dùng Hóa Linh Châu cải biến khuôn mặt cùng khí tức, bất quá chỉ có thể biến thành tu sĩ nhân tộc, mà Thiên Huyễn Châu thì không giống, người sử dụng có thể biến thành dị tộc bộ dáng, tản mát ra dị tộc khí tức cả hai cách xa nhau quá lớn, nếu như thiên huyễn châu tấn thăng làm thông thiên linh bảo, uy lực càng lớn. Vương trường sinh thu hồi ba cái huyền ngọc châm, lật tay lấy ra một khỏa linh quang lòe lòe thiên huyễn châu, rót vào pháp lực, thiên huyễn châu tách ra trướng mắt linh quang, bao lại vương trường sinh. Linh quang tán đi, lộ ra một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên, chính là cải tiến dịch dung vương trường sinh, xem nó pháp lực ba động, bất quá là hóa thần sơ kỳ. Hắn rời đi chỗ ở, trên đường đi dạo. Một chén trà thời gian phía sau, vương trường sinh xuất hiện tại một cái người ở thưa thớt đường đi, hai bên đường phố có một ít tiệm tạp hóa, không có gì khách nhân, nhìn tương đối quạnh quẽ. Ninh ký tạp hóa phô là một cái trong số đó, cũng không thu hút, chủ cửa hàng là một tên tuổi trên 50 thanh bảo lão giả, chúc cơ tu sĩ. Ninh ký tạp hóa phô nhưng thật ra là chợ đen nhất chỗ cứ điểm, chủ yếu là thu mua các loại tu tiên tài nguyên, không hỏi lai lịch, nếu như bỏ được dùng nhiều tiền, cũng có thể mua được trên thị trường hiếm thấy đồ vật nói trắng ra là, có tiền có thể xử quỷ thôi ma, tại đây nhận tiền không nhận người. Vương Trường Sinh đi vào ninh ký tạp hóa phô, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, nói ra, trưởng quỹ, ta tìm đến tiền đạo hiếu, có chút việc muốn tìm hắn nói một chút. Tiền tiền bối ngay tại hậu viện, tiền bối mời, thanh bào lão giả liền tranh thủ Vương Trường Sinh mời đến hậu viện nói chuyện. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh đi ra ninh ký tạp hóa phô, diệt sát bức tộc phía sau, hắn đạt được không ít tài vật, hắn đến ninh ký tạp hóa phô chính là vì xử lý những vật này. Bước tộc trên người tài vật không ít, toàn bộ bán đi phía sau, Vương Trường Sinh đạt được hơn ngàn vạn linh thạch, nghe rất nhiều, kỳ thực không coi là nhiều, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo thấp nhất giá vốn liền muốn hơn 200 vạn linh thạch, thất bại nhất lần, liền muốn tổn thất hơn 200 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh đến đến tán tu bày quầy bán hàng quảng trường, đi một chút nhìn xem, nhìn xem có thể hay không phát hiện vật gì tốt. Hắn chuyển hai vòng, cũng không nhìn thấy vật gì tốt hắn bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía một cái quán nhỏ ngô dụng xếp bằng ở nhất cái quán nhỏ đằng sau quầy hàng bên trên trưng bày một chút vật liệu luyện khí lúc trước phương trường sinh cùng ngô dụng thương nghị tốt một năm sau giao dịch bất quá ngô dụng bỗng nhiên không biết tung tích giao dịch tự nhiên hủy bỏ ngô đạo hiếu còn nhớ rõ chúng ta ước định a à. cũng được một năm sau giao dịch người bỗng nhiên mất tích nếu như ngô đạo hiếu còn muốn giao dịch một canh giờ sau chúng ta tại thiên vân lâu thấy Vương Trường Sinh cấp Ngô Dụng truyền âm, quay người rời đi. Ngô Dụng hướng về bốn phía nhìn lại, cuối cùng nhìn về phía một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Vân Lâu một gian nhã gian. Cũng không lâu lắm, Ngô Dụng đẩy cửa phòng ra đi đến, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy. Hoàng đạo hiếu, thật xin lỗi, năm đó ở dưới có việc gấp xử lý, lại liên lạc không được ngươi, năm đó ước định còn hữu hiệu, không biết món kia bảo vật luyện chế ra đến không có. Ngô Dụng mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn cùng nhân nghe qua Hoàng Phú Quý, không ai nhận biết Hoàng Phú Quý, về sau hắn có việc gấp xử lý, liên lạc không được đối phương, chỉ có thể coi như thôi. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc, đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng mở hộp ngọc ra, bên trong có một viên lam quang lưu chuyển không chừng phi châm, tản mát ra một trận dọa người pháp lực ba động. Phi châm loại thông thiên linh bảo, không sai, Ngô Dụng tự nhủ, thần sắc hưng phấn, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Hoàng Đạo Hiếu, lúc trước đã nói xong đồ vật ta đã bán mất, bất quá ta lấy được một dạng tài liệu, người khẳng định sẽ thích. Hắn lật tay lấy ra nhất cái tinh mỹ ngân sắc hộp ngọc, theo bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu trắng bạc tinh thạch, linh quang trói mắt. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, cảm giác chung quanh huyễn cảnh có phần mơ hồ. Thiên huyễn tinh, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên huyễn tinh là lục giai vật liệu luyện khí, cao hơn thiên huyễn thạch cấp nhiều. Hoàng đạo hiếu, Thiên huyễn tinh thế nhưng là 10 phần hiếm thấy huyễn thuật loại vật liệu, vì đạt được khối này thiên huyễn tinh, ta kém chút bị mất mạc, luận giá trị, thiên huyễn tinh so hạ phẩm thông thiên linh bảo chân quý nhiều, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay tu bổ một bộ thông thiên linh bảo, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ thiên huyễn tinh, ta sẽ còn cấp một bút thủ lao, như thế nào? Ngô Dụng chậm rãi nói, hắn cùng bạn đi tìm bảo, một bộ thông thiên linh bảo bị hao tổn nghiêm trọng, mời người chữa trị là một số lớn phí tổn. Vừa vạn hoàng phú quý tìm tới cửa, hắn dứt khoát thỉnh hoàng phú quý hỗ trợ chữa trị thuận tiện đổi được một kiện phi châm loại thông thiên linh bảo thành giao ngô đạo hữu nếu như còn có thiên huyễn thần tinh tại hạ nguyện ý giá cao thu mua vương trường sinh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc ta cứ như vậy nhất khối còn là theo cổ tu sĩ động phủ đạt được vì mở ra cấm chế nhiều vị hảo hữu tử thương ngô dụng thành khẩn nói nguyên bộ thông thiên linh bảo ngươi chuẩn bị kỹ càng tài liệu nguyên bộ thông thiên linh bảo tu bổ đứng lên cũng không dễ dàng vương trường sinh mặt lộ vẻ khó xử có kè mặc cả đạo yên tâm đi phương diện thù lao tuyệt đối nhường hoàng đạo hữu hài lòng bất quá ta hy vọng ngươi cũng nên cho ta hài lòng ngô dụng hứa hẹn đạo vương trường sinh nhẹ gật đầu đáp ứng nói chuyện phiếm vài câu hai người chia tay tạm biệt ngô dụng lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới giao cho vương trường sinh một canh giờ sau vương trường sinh trở lại chỗ ở đến đến tầng hầm vương trường sinh tay áo lắc một cái hai khỏa màu xanh nhạt viên châu bắn ra, phiêu phù ở giữa không trung. Hắn đem mấy khối màu xanh khoáng thạch ném đến giữa không trung, há mồm phun ra huyền ngọc băng diễm, bao vây lấy màu xanh khoáng thạch. Màu xanh khoáng thạch chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, dựa theo Vương Trường Sinh đoán chừng, chữa trị này hai khỏa bảo châu cũng không phải việc khó gì. Thiên Hải lâu, lầu 9. Trần Hâm ngay tại hướng Thái Vân Phong hồi báo cái gì, thần sắc hưng phấn. Thái sư thúc, người này có rất lớn có thể là ngũ hành tử trần hâm hưng phấn nói tình cờ tình huống dưới hắn kết bạn một vị gọi hổ khiếu thiên hóa thần tu sĩ tiếp xúc nhiều lần trần hâm cảm giác hổ khiếu thiên có vấn đề ngũ hành tử nhanh như vậy bị ngươi tìm tới ngươi làm sao lại cảm thấy hắn là ngũ hành tử thái vân phong nhíu mày nói hắn luôn cảm thấy thấy chỗ nào lạ cụ thể thấy chỗ nào lạ hắn nói không ra ngũ hành tử tu luyện công pháp tương đối đặc thù hắn lọt vào nhiều vị luyện hư tu sĩ vây công nguyên khí hao tổn nghiêm trọng tu vi hội rơi xuống hóa thần kỳ cái này hổ khiếu thiên một mực tại thu thập chữa thương lục sai đan dược. Trần Hâm chi tiết nói, nếu như là thực, tuyệt đối là một cái công lớn, đoán sai cũng không quan trọng. chương 1970, Lý vô Tình, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng. Thái Vân Phong gật gật đầu, trầm giọng nói có lẽ hắn là ngũ hành tử ám thủ, lại hoặc là hắn là ngũ hành tử hóa thân, ngũ hành tử nên tại trong phường thị, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhìn chầm chầm hắn, chú ý hắn động tính. Là, Thái Sư Thúc, Trần Hâm lĩnh mệnh mà đi, quay người rời đi. Thái Vân Phong lật tay lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói ra, tôn tiên tử, chúng ta phát hiện một người, hư hư thực thực ngũ hành tử, có hứng thú hay không cùng một chỗ liên thủ. Cùng một chỗ liên thủ, lấy các người chấn hải cung thế lực, Thái Đạo Hữu không có nắm chắc cầm xuống ngũ hành tử. Màu xanh pháp bàn truyền đến một đạo êm tai nữ tử thanh âm. Tại đây là thần binh môn địa bàn, cũng không phải chúng ta chấn hải cung địa bàn, Lý Tiên Tử thân có hỏa nhãn kim tình đồng, nên đó có thể thấy được ngũ hành tử ngụy trang, liền không biết Lý Tiên Tử ý như thế nào. Thái Vân Phong ngữ khí trầm trọng, trong miệng hắn Lý Tiên Tử xuất từ kim diệp đảo Lý ra, thân có hỏa nhãn kim tình đồng, có thể xem thấu đại bộ phận ngụy trang, trừ phi ngũ hành tử có trung phẩm lấy trên thông thiên linh bảo nên sửa đổi dung mạo đổi mặt, nếu không tại hỏa nhãn kim tình đồng phía trước vô pháp ẩn trốn. Tốt, một lời đã định, diệt ngũ hành tử, ta không muốn thiên hư ngọc thư, ta muốn trên người hắn bảo vật, này không có vấn đề chứ. Thái Vân Phong đầu tiên là sướng sờ, rất nhanh kịp phản ứng, thống khoái đáp ứng. Nhất tọa ưu tính ngói đỏ tiểu viện, trong nội viện có nửa mẫu hỏa vân trúc, rừng trúc bên cạnh có nhất tọa hồng sắc thạch đình, một tên dáng người thước tha thiếu nữ ngồi trên băng ghế đá, trên tay cầm nhất mặt hồng sắc pháp bàn, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thiếu nữ người mặc hồng sắc váy ngắn, trước eo nhỏ nhắn dùng một cái thanh ngọc đai lưng cuốn lấy, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, Mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con người như thủy, môi son hồng nhuận dễ thấy, kiều diễm ướt át, trên tay mang theo một đôi xích hồng sắc vòng ngọc, linh quang lấp lóe không ngừng. Lý Vô Tình, thân có hỏa nhãn kim tình đồng, luyện hư trung kỳ. Ở sau lưng nàng, đứng đấy một tên khuôn mặt thanh tú làm váy thiếu nữ cùng một tên dáng người thẳng tắp thanh sam thanh niên, hai người đều là hóa thần tu sĩ. Thất cô thực muốn đem Thiên Hư Ngọc thư tặng cho Trấn Hải cung. Thiên Hư Ngọc thư cũng không phải phổ thông đồ vật nếu là có thể đạt được vật này, chúng ta lý ra có lẽ có thể nâng cao một bước. Làm váy thiếu nữ có phần hưng phấn nói, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Chúng ta lý ra thực lực xa không bằng chấn hải cung, thiên hư ngọc thư là tử vật, đạt được thiên hư ngọc thư cũng vô pháp để chúng ta lý ra lập tức thêm ra vài vị hợp thể tu sĩ. Hội chi dẫn tới phiền toái không cần thiết, điểm trọng yếu nhất, quá nhiều thế lực nhìn chằm chằm ngũ hành tử trên tay thiên hư ngọc thư, nếu không ta làm sao lại đơn giản tặng cho chấn hải cung người. Lý vô tình chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng, thất cô cân nhắc dài lâu, chất nhi bội phục, thanh sam thanh niên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bớt nịnh hót, lần này là các ngươi lịch luyện cơ hội thật tốt, khẳng định không chỉ chúng ta để mắt tới ngũ hành tử, nói không chừng thế lực khác cũng để mắt tới ngũ hành tử, thực đánh nhau, khẳng định là một chàng ác chiến, đây cũng là ta nhường ra thiên hư ngọc thư nguyên nhân một trong. Lý vô tình thanh âm nặng nề, thất cô, người nói ngũ hành tử có thể hay không thực cấu kết dị tộc nơi này dị tộc không ít, thanh sam thanh niên tò mò hỏi, không bài trừ khả năng này, nói không chừng các người muốn cùng dị tộc giao thủ, cẩn thận một chút, chớ khinh thường, dám tại phường thì ẩn hiện dị tộc, đều không phải hạng người bình thường. Lý vô tình dặn dò, làm vái thiếu nữ cùng thanh sam thanh niên liên thanh xưng phải, đáp ứng. Nhất tọa yên lặng viện lạc, hổ khiếu thiên ngồi tại thạch đình bên trong, trên tay cầm nhất mặt linh quang lòe lòe kính tròn. Trên mặt kính là một tên mặt tròn mắt to nam tử trung niên, trên mặt của hắn có mười mấy con ngươi hiển nhiên là đa mục tộc tu sĩ khổ đạo hiếu không đúng nên xưng ngươi là lưu đạo hiếu ngươi thực cho là mình làm việc rất bí ẩn a à. không có phát hiện người chỗ ở phụ cận xuất hiện một chút người xa lạ a à. nam tử trung niên ý vị thâm trường nói hổ khiếu thiên biến sắc nhíu mày nói ra cái gì lưu đạo hiếu ngươi nhận lầm người ta ngược lại thật ra hy vọng nhận lầm chờ thần binh môn người tìm tới cửa ngươi nói với bọn hắn đi thôi bản thể của ngươi tại chữa thương đi không muốn chết, lập tức rời đi phường thị, chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta đa mục tộc, nhất định sẽ nhận chúng ta trọng dụng, nếu là ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta đa mục tộc, vậy cũng không quan hệ, giao ra thiên hư ngọc thư, chúng ta có thể cho ngươi một bút phong phú thủ lao, đồng thời để ngươi an toàn rời đi nơi đây. Nam tử trung niên thanh âm tràn đầy dụ hoặc, hổ khiếu thiên có phần tâm động, trầm ngâm một lát, nói ta suy tính một chút, suy nghĩ kỹ càng lại liên hệ ngươi. Nói xong lời này, mặt kính ảm đạm xuống thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh vương trường sinh đi ra tầng hầm vẻ mặt nhẹ nhõm hắn thành công chữa trị ngô dụng bảo vật tính toán đi theo ngô dụng giao dịch lồng ngực của hắn sáng lên một trận trói mắt linh quang nhất cái mơ hồ phía sau vương trường sinh biến thành một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên một chén trà thời gian phía sau vương trường sinh xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian điểm một bình linh trà lẳng lặng chờ đợi cũng không lâu lắm ngô dụng đẩy cửa vào Hoàng đạo hiếu, thế nào? Chữa trị không có, ngô dụng khẩn trương hỏi. Vương trường sinh lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho ngô dụng, nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, đã chữa trị. Ngô dụng mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có hai cái thanh quang lưu chuyển không ngừng viên châu, hắn đánh vào một đạo pháp quyết, hai quả màu xanh viên châu lập tức bay lên, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng, bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bao hắn lại toàn thân. Hắn pháp quyết vừa thu lại, màn ánh sáng màu xanh biến mất không thấy, hai quả màu xanh viên châu rơi vào trên tay của hắn. Hắn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, nhẹ gật đầu, nhận. Ngô Đạo Hiếu, lưu cái phương thức liên lạc đi, về sau lấy tới tốt vật liệu luyện khí, còn xin ngươi ưu tiên cân nhắc tại hạ, giá tiền dễ thương lượng. Vương Trường Sinh đề nghị, Ngô dụng một phen tư lượng, đáp ứng, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe ngân sắc pháp bàn, Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe pháp bàn, hai người các đánh vào một đạo pháp quyết, hai mặt pháp bàn các bay ra một đạo độn quang, chui vào mặt khác pháp bàn không thấy. Lam sắc pháp bàn bỗng nhiên sáng rõ, Vương Trường Sinh một trận khoa tay, nhíu mày. Ngô Đạo Hiếu, ta có chút việc xử lý, cáo từ trước. Vương Trường Sinh nói xong lời này, vội vã rời đi. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại thiên hải lâu lầu chín, hắn đã khôi phục mặt thật, uông như yên, trần hâm, lục quang hoàng chờ bảy vị hóa thần tu sĩ phân loại đứng vững, thần sắc cung kính. Ngoại trừ Thái Vân Phong, còn có một tên nam quá ngũ tuần lão giả, lão giả mặc đạo bào màu xanh, lưng có một ngụm màu xanh kiếm gỗ, thần sắc lười nhác, xem nó pháp lực ba động, rõ ràng là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, trung thực đứng ở một bên. Trần Hâm bỗng nhiên thông chi hắn, có nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng hắn lập tức đến một chuyến thiên hải lâu. Giới thiệu cho các người một chút, vị này là triệu sư đệ, các người theo chúng ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ lần này đối với chúng ta trấn hải cung 10 phần trọng yếu, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại, có biết không? Thái Vân Phong ánh mắt uy nghiêm, là, Thái Sư Thúc, Vương Trường sinh chờ người chăm miệng một lời đáp ứng, ngoại trừ Trần Hâm, cái khác hóa thần tu sĩ lơ ngơ. Thanh bào lão giả lấy ra nhất cái màu xanh bình xứ, đổ ra một viên màu vàng kim nhạt dược hoàn dùng mà xuống, trên mặt sáng lên một trận chói mắt kim quang phía sau, ngũ quan tùy theo nhất biến. Thái Vân Phong đi theo noi theo, cải biến dung mạo. Ngũ hành tử thông thạo luyện khí, bình thường dịch dung thuật không thể gạt được ngũ hành tử, lợi dụng lục giai đan dược sửa đổi dung mạo đổi mặt còn tốt điểm. Đi thôi, xuất phát, Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái, mang theo vương trường sinh chờ người rời đi thiên hải lâu, ra khỏi thiên hải lâu, bọn hắn tự phân tán ra đến, hướng về phường thị bên ngoài đi đến. chương 1971, Cao Thủ Tụ Tập, tranh đoạt thiên hư ngọc thư, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trần Hâm một đội, Vương Trường Sinh lơ ngơ, hắn cũng không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Thái Vân Phong không chịu nói rõ, hỏi Trần Hâm cũng là không tốt, đoán chừng là nhiệm vụ rất trọng yếu. Phường Thị lối ra, một tên có phần lưng còng thanh bào lão giả vội vã rời đi Phường Thị, một tên ngũ quan phổ thông nam tử trung niên theo sát phía sau, bọn hắn cũng chưa gây nên tu sĩ khác chú ý. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh chờ người lần lượt rời đi Phường Thị. Thái Vân Phong bên người có thêm bốn nam hai nữ, cầm đầu là một tên ngũ quan như vẽ váy xanh thiếu nữ, một tên dáng người thẳng tắp kim sam thanh niên đứng tại váy xanh thiếu nữ bên người, hai người đều là luyện hư tu sĩ. Thái Vân Phong muốn sửa đổi dung mạo đổi mặt, xuất động bốn vị luyện hư tu sĩ cùng hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, xem tới này cái nhiệm vụ không phải bình thường. Hắn tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bắn ra, rõ ràng là nhất tỏa tạo hình cổ pháp tứ phương xe thú, thanh quang lưu chuyển không ngừng, Rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tất cả lên đi, Thái Vân Phong nói một tiếng, đi tới, cái khác người theo sát phía sau. Thái Vân Phong đánh vào một đạo pháp quyết, tứ phương xe đẩy lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về không trung bay đi, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn chân trước vừa rời đi, một tên mắt như chuông đồng, dáng người khôi ngô tử bào lão giả cùng một tên dáng người đẫy đà váy đỏ thiếu phụ đi ra phường thị, bọn hắn đều có luyện hư hậu kỳ tu vi. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Tử bao lão giả cùng váy đỏ thiếu phụ lướt nhau một cái, hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo hồng quang nhanh chóng xẹt qua chân trời, một đạo màu xanh độn quang theo sát phía sau, cách xa nhau rất xa. Hồng quang rõ ràng là một mai hồng quang lòe lòe phi toa, một tên có phần lưng còng thanh bảo lão giả cùng hổ khiếu thiên đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện, ánh mắt hai người nặng nề. Nửa ngày sau, hồng sắc phi toa xuất hiện tại một mảnh minh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng, gió nhẹ trận trận, cách đó không xa có nhất tọa phương viên trăm dặm tiểu đảo. Một đạo hắc sắc độn quang bỗng nhiên theo tiểu đảo bay lên, ngân cản thanh bào lão giả cùng hổ khiếu thiên đường đi. Hắc sắc độn quang rõ ràng là một tên gấu thủ người thân thú nhân tộc, dáng người khôi ngô, tay chân thô to, toàn thân mọc đầy lông bầm màu đen. Các hạ đây là ý gì? Thanh bào lão giả cao mày nói, thần sắc lạnh lùng, Lưu Đạo Hiếu, ta không muốn làm khó ngươi, giao ra thiên hư ngọc thư, ngươi cứ việc rời đi. Thú nhân tộc ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh bảo lão giả. Chỉ bằng ngươi, thật sự cho rằng lão phu là bùn nặn hay sao? Thanh bảo lão giả sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn tay áo lắc một cái, ngũ mặt linh quang lòe lòe lệnh kỳ bắn ra, các đánh vào một đạo pháp quyết, ngũ mặt lệnh kỳ lập tức linh quang đại phóng, trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng, vòng quanh thanh bảo lão giả xoay nhanh không chừng, linh quang lấp lóe ngũ mặt cờ phướn nhan sắc khác nhau tản mát ra thuộc tính khác nhau sóng linh khí cẩn thận quan sát ngũ mặt cờ phướn cột cờ đều có mấy đạo nhỏ bé vết rách ngũ hành kỳ mỗi một kiện đều là trung phẩm thông thiên linh bảo thú nhân tộc ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng rè cầu bị bức ép đến mức nóng nảy sẽ còn nhảy tường huống chi ngũ hành tử thực vạch mặt hắn chưa hẳn có thể thắng dễ dàng ngũ hành tử lưu đạo hữu không nên hiểu lầm tại hạ không có ý tứ gì khác chúng ta làm giao hoán đi Hắn lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, ném cho Thanh Bảo lão giả. Thanh Bảo lão giả thần thức quét qua, cho mày, cười khẩy nói, chỉ bằng những vật này, vừa muốn đem ta xua đuổi rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh quang độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là nhất cái thanh quang lấp lẻ không ngừng to lớn hồ lô, mười mấy danh đa mục tộc đứng tại to lớn hồ lô thượng diện, cầm đầu là một tên mặt tròn mắt to nam tử trung niên, trên mặt của hắn có mười mấy con mắt, luyện hư hậu kỳ. Lưu đạo hiếu, ta phía trước nói với người nói hữu hiệu như cũ, đây là thành ý của ta. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ánh mắt nhìn trầm trầm thanh bào lão giả. Hắn tay áo lắc một cái, một mai kim sắc chữ vật giới bay ra, hướng về thanh bào lão giả bay đi. Thanh bào lão giả tiếp được kim sắc chữ vật giới, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, hắn lật tay lấy ra nhất cái thanh quang lòe lòe hộp ngọc, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh hộp ngọc hướng về nam tử trung niên bay đi nam tử trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đi tiếp. Hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, một đầu mấy trăm trượng đại thanh mông mông đại thủ trống giống hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim đồng dạng hướng về màu xanh hộp ngọc chộp tới. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng, trên mặt con nào đó trong mắt linh quang đại phóng, một đạo kim sắc hào quang bay ra, bao lại bàn tay lớn màu xanh, bàn tay lớn màu xanh giống như bị định trụ, ngừng lại. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu xanh bỗng nhiên nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Màu xanh hộp ngọc bị cường đại khí lãng nghiền nát, nửa tờ ngân quang lóng lánh ngọc chế trang sách bắn ra, trang sách bên ngoài trải rộng huyền ảo ký tự, những này ký tự như cùng vật sống, vặn vẹo biến hình. Thiên hư ngọc thư, nam tử trung niên đám người ánh mắt lửa nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngân sắc trang sách. Thiên hư ngọc thư nghe nói đến tự tiên giới, ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, công pháp bí tịch, luyện khí, luyện đan chờ nội dung đều có liên quan đến, tiểu chủng tộc đạt được vài trang thiên hư ngọc thư nắm giữ một loại nào đó cường đại bí thuật toàn bộ chủng tộc thực lực tăng vọt vạn năm không đến phát triển thành số một số hai đại tộc lạc phách tán tu đạt được thiên hư ngọc thư tu vi đột nhiên tăng mạnh liên quan tới thiên hư ngọc thư truyền thuyết nhiều lắm bất quá không có bao nhiêu người gặp qua vật thật có một chút có thể xác định thiên hư ngọc thư xác thực đến tự tiên giới nghe nói thiên hư ngọc thư thậm chí có huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế mỗi lần thiên hư ngọc thư hiện thế đều sẽ gây nên một phen tinh phong huyết phú Thú nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ cường đại hấp lực chống giống hiển hiện, thiên hư ngọc thư không bị khống chế hướng về hắn bay đi. Nam tử trung niên tự nhiên không thuận theo, cổ tay rung lên, một đạo thanh quang bay ra, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, thiên hư ngọc thư đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh quang, rõ ràng là một chương thanh quang lè lè túi lưới, bao lại thiên hư ngọc thư. Thanh bào lão giả pháp quyết vừa bấm, dưới thân hồng sắc phi toa quang mang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Song phương đều không để ý đến Thanh Bào lão giả, vội vàng tranh đoạt Thiên Hư Ngọc Thư. Một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, rõ ràng là một cỗ tứ phương xe thú. Vương Trường Sinh chờ người đứng ở phía trên, vẻ mặt nghiêm túc. "Thiên Hư Ngọc Thư." Thái Vân Phong hoảng sợ nói, thân sắc kích động. Vương Trường Sinh nghe được Thiên Hư Ngọc Thư bốn chữ, trong mắt kinh ngạc lóe lên hắn tự nhiên nghe nói qua thiên hư ngọc thư thiên hư ngọc thư xuất hiện thời gian so huyền linh thiên tôn còn phải sớm hơn thậm chí có truyền văn huyền linh thiên tôn đạt được vài tờ thiên hư ngọc thư lúc này mới tại vạn năm bên trong theo hóa thần tu luyện tới đại thừa kỳ hai nhóm nhì dị tộc ngay tại tranh đoạt thiên hư ngọc thư luyện hư tu sĩ là chiến lược chủ yếu tu sĩ nhân tộc đến đây chúng ta còn là trước đối phó tu sĩ nhân tộc đi nam tử trung niên nói dùng sức kéo một cái màu xanh túi lưới nhanh chóng co vào đem thiên hư ngọc thư rút về ống tay áo của hắn không thấy. Thú nhân tộc nhíu mày, xem như chấp nhận, chương 1972, Pháp tướng trị uy. Dị tộc có bốn vị luyện hư tu sĩ, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ, nhân tộc bên này không sai biệt lắm. Thú nhân tộc bên ngoài thân lông bầm tăng vọt, như đồng nhất mai mai hắc sắc cương châm cắm ở trên thân, ngũ quan giữ tợn không gì sánh được, như cùng một con mãnh thú hình người. Giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gạo vang lên, Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo mấy trăm trượng cao sóng nước vòi rồng, thẳng đến Vương Trường Sinh chờ người mà tới. Sóng nước vòi rồng còn chưa cận thân, một cỗ cường đại cương phong tựu đập vào mặt, Vương Trường Sinh đám người quần áo đung đưa không ngừng, tóc đón gió bay múa, không khí siết chặt. Thái Vân Phong bốn vị luyện hư tu sĩ nhẹ gật đầu, bọn hắn không nói nhảm, trực tiếp tế ra pháp bảo, công kích dị tộc. Thái Vân Phong lật bàn tay một cái, làm quang lóe lên một cái hơi nước mịt mờ đoạn kiếm xuất hiện trên tay, hướng về hư không vừa bổ, một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo lam sắc trường hồng bao phủ mà xuất, đón lấy đối diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua phía sau, dày đặc sóng nước vòi rồng như cùng giấy, bị lam sắc trường hồng chém thành hai nửa, sóng nước văng khắp nơi, cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, đại lượng đê gia yêu thú bị cường đại khí lãng đánh giết, một mảng lớn nước biển biến thành huyết hồng sắc. Dị tộc phân tán ra đến, một phân thành hai, Mỗi một nhóm nhi người đều có hai vị luyện hư tu sĩ, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy, Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái, mang theo Trấn Hải cung đệ tử truy kích nam tử trung niên. Váy xanh thiếu nữ dẫn người truy kích một cái khác hỏa nhi dị tộc, song phương rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Một canh giờ sau, Thái Vân Phong chờ người còn không có đuổi kịp dị tộc. "Thái sư huynh, ta đi ngăn chặn bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn." Thanh bào lão giả nói xong lời này, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, thân thể khô quát xuống tới, như cùng một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, hướng về trước mặt bay đi, tốc độ cực nhanh. Dùng thân hóa kiếm, vương trường sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, này nhất thần thông cùng nhân kiếm hợp nhất có phần tương tự, bất đồng chính là, dùng thân hóa kiếm uy lực hoàn toàn xem tu tiên giả tự thân tu vi mà định, mà nhân kiếm hợp nhất đã coi trọng tu tiên giả tự thân tu vi, cũng coi trọng phi kiếm phẩm dai, dùng thân hóa kiếm so thần kiếm hợp nhất lợi hại hơn, đối với tu tiên giả tu vi có cao hơn yêu cầu. Nam tử trung niên tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn một cái sau lưng, nhìn thấy một đạo màu xanh độn quang bay tới, hắn nhướng mày, nào đó con ngươi kim quang đại phóng, một đạo chướng mắt kim quang bắn ra, thẳng đến màu xanh độn quang mà đi. Màu xanh độn quang phóng đại, tách ra chướng mắt thanh quang, kim quang như cùng giấy, bị màu xanh độn quang chảm vỡ nát. Các người đi trước, nhất định đem thiên hư ngọc thư đưa về tộc nội nam tử trung niên căn dặn nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo linh văn, đỉnh đầu hư không kịch liệt vặn vẹo biến hình, truyền ra ong ong trầm đục, nhất cái cao hơn trăm trượng hình người hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trung niên nam tử đỉnh đầu. Hình người hư ảnh như ẩn như hiện, ngũ quan mơ hồ, trên người có hơn 10 khỏa như ẩn như hiện trong mắt, hiển nhiên là đa mục tộc. Pháp tướng, vương trường sinh sắc mặt ngưng tụ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy pháp tướng, luyện hư tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra pháp tướng, vị này đa mục tộc ngưng luyện ra tới pháp tướng tương đối mơ hồ, như ẩn như hiện, hiển nhiên uy lực không phải rất mạnh. Hình người hư ảnh phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét, hơn 10 con ngươi linh quang phóng đại, các phun ra một đạo thô to cột sáng, hơn 10 đạo cột sáng bay vụt mà đến, phong kín vương trường sinh đám người đường lui. Hơn 10 đạo cột sáng nhan sắc khác nhau, những nơi đi qua, truyền ra một đạo đạo chói tai phá không thanh âm, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ ra đến, nước biển cuốn ngược, Hình thành một đạo đạo cự đại sóng nước vòi rồng, thanh thế to lớn như người nhìn run như cầy sấy. Vương Trường Sinh chờ hóa thần tu sĩ sắc mặt siết chặt, luyện hư tu sĩ lợi dụng pháp tướng công kích bọn hắn, không thể coi thường. Màu xanh độn quang linh quang lần nữa phóng đại, biến mất không thấy. Cô đọng pháp tướng vốn là không dễ, đặc biệt là các người đa mục tộc, chính có số ít mấy loại đồ vật thích hợp cô đọng pháp tướng, người pháp tướng một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn bộ dáng, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thái vân phong cười lạnh nói pháp quyết vừa bấm bên ngoài thân lam quang đại phóng đỉnh đầu hư không truyền đến một trận ong ong trầm đục hư không chấn động vạn vẹo vô số đạo lam sắc hơi nước hiện lên nhất cái mơ hồ phía sau hóa thành một tên mấy trăm trượng cao hình người hư ảnh hư ảnh ngũ quan rõ ràng nửa người trên bao phủ một tầng lam quang nửa người dưới như ẩn như hiện cỗ này pháp tướng cự ly thực thể hóa còn kém một nửa thái vân phong làm nhất cái bấm niệm pháp quyết thủ thế hình người hư ảnh đi theo noi theo một màn kinh người xuất hiện bình tĩnh mặt biển như cùng nước sôi kịch liệt lăn lộn nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng như đồng nhất san sát lam sắc thủy sơn đứng vững trên mặt biển hơn 10 đạo cột sáng đánh vào kinh thiên cự lãng thượng diện một đạo đạo kinh thiên cự lãng bị xé vỡ nát sóng nước văng khắp nơi khí lãng như nước thủy triều hư không như cùng khăn lau vạn vẹo biến hình hư không truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tựa hồ muốn sụp đổ thái vân phong pháp quyết nhất biến hình người hư ảnh pháp quyết cũng nhất biến dùng bọn hắn làm trung tâm phương viên năm vạn dặm nước biển kịch liệt lăn lộn nhanh chóng chuyển động đứng lên hình thành một vòng xoáy khổng lồ đồng thời sinh ra một cỗ cường đại khí lưu hư không truyền ra từng đợt chói tai phá không thanh âm như cùng nếp uốn đồng dạng vặn vẹo biến hình phong vân cuốn ngược thiên địa biến sắc mấy chục tòa tiểu đảo không chịu nổi cỗ này cường đại khí lưu trực tiếp biến thành chôn phấn đại lượng đê gia yêu thú trực tiếp biến thành một đống toái nhục tinh hồn đều không thể chạy ra dị tộc thân thể tả diêu hữu hoàng tựa hồ muốn lâm vào vòng xoáy khổng lồ bên trong nam tử trung niên triệu hoán đi ra hình người hư ảnh cuồng thiểm không ngừng tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn thái vân phong hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vòng xoáy vận tốc quay tăng nhiều hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến đung đưa kịch liệt đứng lên đa mục tộc pháp tướng phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét phía sau bỗng nhiên tán loạn không thấy pháp tướng bị phá nam tử trung niên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt tái nhật xuống tới tu vi của hai người không kém nhiều bất qua pháp tướng cô động độ tranh lệch tương đối đại, giao thủ một cái tựu phân ra cao thấp. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là pháp tướng chi uy a. À. Nếu như vận dụng thông thiên linh bảo, uy lực hội càng lớn đi. Thái Vân Phong hiển nhiên là tu luyện thủy hệ công pháp, mượn nhờ pháp tướng thi triển thần thông, uy lực đại tăng, đây mới thật sự là đại thần thông, dù là không sử dụng thông thiên linh bảo, uy lực cũng không thể khinh thường hai tên hóa thần kỳ dị tộc không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống, bên ngoài thân linh quang lấp lẽ, tại vòng xoáy khổng lồ phía trước, phòng ngự của bọn hắn như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, hai người hóa thành một mảng lớn huyết vũ, dung nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong, liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Nam tử trung niên sầm mặt lại, nghi tâm một viên con người màu xanh lam tử lập tức sáng rõ, tách ra chướng mắt lam sắc hào quang, chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Vương trường sinh chờ người nhìn thấy lam sắc hào quang, cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Thái Vân Phong ánh mắt cũng ngốc trệ xuống tới, trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ cũng biến mất theo không thấy, một mảng lớn nước biển bị nhuộm đỏ, gió êm sóng lặng, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhân cơ hội này, dị tộc chia binh hai đường, hai tên luyện ngư tu sĩ các mang một đội tu sĩ, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Trường 1973, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên vs. Đa Mục Tộc. Một lát sau, Thái Vân Phong chờ người khôi phục thanh tỉnh, dị tộc đã không còn hình bóng. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái, pháp quyết vừa bấm, dưới thân phi chu độn quang phóng đại, đuổi theo. Một canh giờ không đến, bọn hắn tự đuổi kịp đa mục tộc. Nam tử trung niên khoát tay áo, ngũ vị hóa thần kỳ đa mục tộc hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Các ngươi đi đối phó những cái kia hóa thần kỳ dị tộc, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát, ta lưu lại đối phó người này. Thái Vân Phong phân phó nói, hắn không biết đạo thiên hư ngọc thư tại trên tay người nào, vạn nhất đối phương đem thiên hư ngọc thư giao cho hóa thần kỳ thủ hạ mang về, vậy bọn hắn tự toi công bận rộn một chàng. Cẩn thận một chút, đa mục tộc thần thông không yếu, tuyệt đối không nên cận thân đối phó bọn hắn, đa mục tộc con mắt có được bất đồng thần thông, không thể khinh thường. Thái Vân Phong dặn dò, là, Thái Sư Thúc, chúng tu sĩ chăm miệng một lời đáp ứng, vương trường sinh cùng uông như yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang, truy kích hai tên hóa thần kỳ dị tộc. Đuổi theo ra trăm vạn dặm phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cự ly hai tên đa mục tộc có mấy trăm dặm, tu vi của đối phương không so bọn hắn thấp, độn tốc cũng không chậm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang, độn quang phóng đại. Hai tên dị tộc, một tên ngũ quan thô cạch áo đỏ đại hán, trên đầu có mười mấy con con mắt, nhất mở nhất hợp, nhìn hết sức kỳ quái, hóa thần hậu kỳ, một tên dáng người thước tha lam váy thiếu phụ, trên mặt có bốn khỏa tròng mắt, hóa thần trung kỳ. Đáng chết, bọn hắn đuổi theo tới, hóa thần sơ trung kỳ cũng dám đuổi giết chúng ta, thật coi chúng ta là dễ khi dễ hay sao. Áo đỏ đại hán cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhân tộc không thể khinh thường, thôi được rồi, trước rút về tộc nội. Lam váy thiếu phụ mở miệng khuyên nhủ, áo đỏ đại hán nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhìn thấy sau lưng càng ngày càng gần lam sắc độn quang, Sắc mặt hắn trầm xuống, hai khỏa tròng mắt bỗng nhiên hồng quang đại phóng, đều bắn ra một đạo thô to xích sắc hỏa quang, thẳng đến lam sắc độn quang mà đi. Hai đạo xích sắc hỏa quang những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng oanh minh, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, tay phải lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, chui vào đáy biển không thấy. Hắn pháp quyết vừa bấm, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo bên trên ngàn trượng cao, hơn trăm trượng dày lam sắc cự lãng nằm ngang trước người. Hai đạo xích sắc hỏa quang đánh vào lam sắc cự lãng thượng diện, lam sắc cự lãng tạo nên từng đợt gợn sóng, bốc lên từng đợt khói trắng, khói đặc cuồn cuộn. Ầm ầm tiếng vang, mặt biển nổ bể ra đến, chín đầu thân dài trăm trượng lam sắc thủy giao từ đáy biển chui ra, thẳng đến hai tên đa mục tộc mà đi. Chín đầu lam sắc thủy giao còn chưa cận thân, một cơn gió lớn đập vào mặt, áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ cảm giác thân thể siết chặt, hô hấp đều biến khó khăn. Đa mục tộc thần thông chủ yếu ỷ vào ánh mắt của bọn hắn, đa mục tộc con mắt càng nhiều, thực lực càng mạnh, bất quá đa mục tộc khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần phá hủy ánh mắt của bọn hắn, bọn hắn thần thông suy yếu hơn phân nửa. Lam Vái thiếu phụ cảm nhận được chín đầu lam sắc thủy giao kinh người khí thế, không dám khinh thường, ngọc thủ một phen, một quả lam quang lòe lòe con mắt xuất hiện trên tay, phù văn chấp động. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, con người màu xanh lam rời khỏi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, còn người màu xanh lam lập tức tách ra trói mắt lam quang, bao lại phương viên vài dặm khu vực. Chín đầu lam sắc thủy giao tiếp xúc đến lam quang, giống như bị định trụ, phiêu phù ở giữa không chung không nhúc nhích. Vương trường sinh pháp quyết vừa bấm, chín đầu lam sắc thủy giao nhau nhau vỡ ra, hóa thành vô số lam sắc thủy nhận, tranh nhau chen lấn bổ về phía áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ, rất nhiều đem bọn hắn chém thành thịt nát tư thế. Lam sắc hào quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc lam sắc thủy nhận chảm vỡ nát, mắt thấy giày đặc lam sắc thủy nhận liền muốn đánh vào áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ trên thân áo đỏ đại hán tế ra một quả xích hồng sắc viên châu đánh vào một đạo pháp quyết hồng sắc viên châu quay tít một vòng hiện ra cuồn cuộn liệt diễm phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao giày đặc lam sắc thủy nhận nhất tới gần hồng sắc viên châu trăm trược, như cùng mùa xuân tuyết tan nhao nhao tán loạn không thấy hồng sam đại hán pháp quyết nhất biến hồng sắc viên châu lập tức sáng rõ phụ cận liệt diễm bỗng nhiên lăn một vòng một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái thân dài trăm trượng xích sắc hỏa dao trống giống hiển hiện, xích sắc hỏa dao mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy hồng sắc viên châu, bên ngoài thân hỏa quang đại phóng, xích sắc hỏa dao nhất cái xoay quanh, hướng về vương trường sinh cùng uông như yên đánh tới, những nơi đi qua, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, nồng vụ cuồn cuộn. Vương trường sinh hừ nhẹ nhất thanh, tay phải hướng về phía dưới nước biển hư không một đập, hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm, một cỗ cường đại kình phong trống giống hiện, trên mặt biển lập tức nhấc lên một đạo kinh thiên cự lãng, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc quyền ảnh bị xích sắc hỏa dao xé vỡ nát, xích sắc hỏa dao mang theo kinh người sóng nhiệt, nhào về phía Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên tạo nên từng đợt gợn sóng, nhất cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực. Xích sắc hỏa giao thân thể lúc la lúc lắc, phát ra một đạo đạo gầm thét, thân thể không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Áo đỏ đại hán nhướng mày, pháp quyết thúc dục, xích sắc giao long phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm, bên ngoài thân hỏa quang phóng đại, bất quá không có tác dụng gì, vô số đầu thô to lam sắc xiềng xích theo vòng xoáy khổng lồ bên trong bay ra, cuốn lấy xích sắc giao long thân thể, đưa nó kéo vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Xích sắc giao long thân thể khổng lồ chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, truyền ra một đạo thê lương trí cực tiếng gào thét, thân thể bị cường đại khí lưu trảm vỡ nát, lộ ra một quả hồng quang lòe lòe viên châu. Hồng sắc viên châu trèo trống không đến một lát, bỗng nhiên bị cường đại khí lưu nghiền nát, hóa thành vô số nhỏ bé tinh thể. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng, kim quang lóe lên, một đầu kim quang lóng lánh con mắt trống giống hiển hiện, con người màu vàng óng phù văn chấp động, chuyển động không thôi, như cùng vật sống đồng dạng. Con người màu vàng óng quay tít một vòng, phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại vương trường sinh cùng uông như yên, hai người cảm giác thân thể siết chặt, phụ cận hư không đều bị giam cầm ở, không thể động đậy. Áo đỏ đại hán lập tức đại hỉ, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay có một viên hồng sắc con mắt, khẽ trương khẽ hợp, giống như vật sống đồng dạng. Làm váy thiếu phụ nâng tay phải lên, lòng bàn tay có một viên con người màu xanh lam, nhất mở nhất hợp. Hai người bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt linh quang, tay phải nhao nhao nhắm ngay vương trường sinh cùng uông như yên. Linh quang lóe lên, một đạo hồng quang cùng một đạo lam quang theo bọn hắn lòng bàn tay con mắt bay ra, hợp làm một thể, hóa thành một đạo lam hồng hai màu cột sáng, thẳng đến vương trường sinh cùng uông như yên mà tới. Hai màu cột sáng nhanh chóng lướt qua hư không, truyền ra nhói nhói màng nhĩ phá không tiếng. Vương trường sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, thể nội truyền ra một trận lốp bốp xương cốt tiếng vang, thân thể dâng cao không ít. Trường 1974, Định Hải Châu Tiểu Thí Nghiêu Đao vương trường sinh hai tay bỗng nhiên biến thô to đứng lên nổi gân xanh có thể thấy rõ dưới làn da mạch máu phụ cận hư không vặn vẹo biến hình ầm ầm nổ vang kim sắc hào quang như cùng mặt kính đồng dạng vỡ vụn ra hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy vương trường sinh tay áo lắc một cái nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm bay ra hồ lô bên ngoài có nhất cái huyết sắc thiềm thử đồ án đánh vào một đạo pháp quyết huyết sắc con cóc sáng rõ một cỗ linh quang lè lè huyết sắc sa lịch bay ra mỗi một hạt huyết sắc xa lịch đều trải rộng huyền ảo khó hiểu phù văn, thẳng đến kim sắc trong mắt mà đi. Áo đỏ đại hán đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liền muốn thôi động kim sắc trong mắt tránh đi, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo tiếng rên rỉ truyền vào bên tai của hắn, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, phảng phất có người sử dụng mũi nhọn đánh tại trên đầu của hắn. Thức hải là tu tiên giả tương đối yếu ớt địa phương, không có dị bảo phòng thân, gặp thần thức công kích, tự nhiên không thể chống đỡ được. Áo đỏ đại hán ngũ quan vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ. Thừa này cơ hội tốt, huyết sắc xa lịch bao lại kim sắc trong mắt, bọc thành nhất cái cự đại huyết sắc xa cầu. Huyết thiềm hồ, dùng ngũ giai huyết thiềm thú độc huyết, huyết hồn xa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, bảo vật này là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể ô uế địch nhân thông thiên linh bảo, khiến cho linh tính đại mất. Lúc này, hai màu cột sáng cũng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một đạo chướng mắt lam quang, nhất cái hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Bọn hắn cải tu công pháp, bất quá nguyên lai nắm giữ thần thông còn có thể sử dụng. Hai màu cột sáng kích phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang, Thủy Nguyệt Huyền Quang lập tức lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân linh quang phóng đại, Thủy Nguyệt Huyền Quang tự khôi phục bình thường, đem hai màu cột sáng bắn ngược trở về, dùng tốc độ nhanh hơn thẳng đến áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ mà đi. Quỳ thủy thần quang, các ngươi là chấn hải cung hạch tâm đệ tử. Áo đỏ đại hán kinh ngạc nói, ánh mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Chấn hải cung hạch tâm đệ tử cũng không nhiều, bình thường tới nói, tu luyện chấn tông công pháp đệ tử mới là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử không trưởng thành đến cảnh giới nhất định là sẽ không tùy tiện ngoại phóng, hóa thần kỳ tựu phái ra chấp hành nhiệm vụ, như thế thiếu thấy. Hắn kinh ngạc ngoài, cũng có chút hưng phấn, thân phận của hai người này càng cao, chém giết bọn hắn, công lao của hắn càng lớn. Hắn pháp quyết nhất biến, huyết sắc xa cầu bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo kim quang, xuyên thủng huyết sắc xa cầu, thẳng đến vương trường sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vài tiếng trầm đục, vương trường sinh cùng Uông Như Yên bỗng nhiên hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Huyễn thuật, làm vái thiếu phụ lông mày nhíu một cái, hai mắt linh quang đại phóng, hướng về bốn phía nhìn lại. Vài dặm khai ngoại hư không, có hai đạo như ẩn như hiện cái bóng. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bỗng nhiên hiện thân. Vương Trường Sinh pháp quyết thúc dục, huyết sắc xa cầu bên ngoài sáng lên vô số huyết sắc phù văn, hiện ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, kim quang chậm rãi ảm đạm xuống, rất nhanh biến mất không thấy. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, vòng xoáy khổng lồ vận tốc quay tăng nhiều, khí lưu bỗng nhiên tăng cường, hư không như cùng nếp uốn đồng dạng vặn vẹo biến hình, tựa hồ có chút không chịu nổi, một bộ muốn sụp đổ bộ dáng. Mười mấy con tứ gia yêu cầm từ trên cao bay qua, bị cường đại khí lưu hút vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, trực tiếp ép thành một mảnh huyết vũ, tinh hồn đều không thể chạy ra. Lam vái thiếu phụ nhướng mày, pháp quyết nhất biến, đỉnh đầu con ngươi màu xanh lam tử bỗng nhiên linh quang phóng đại, tách ra vạn đạo hào quang, bao lại phương viên trăm dặm mặt biển, vòng xoáy khổng lồ giống như bị định trụ, ngừng chuyển động. áo đỏ đại hán cùng lam vái thiếu phụ bên ngoài thân bỗng nhiên linh quang phóng đại, dung hợp một chỗ, biến thành liên thể anh nhi. hai người trên mặt tròng mắt nhau nhau linh quang sáng rõ tách ra các loại nhan sắc cột sáng, thẳng đến vương trường sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Vương trường sinh không chút hoang mang, tay áo lắc một cái, huyền nguyệt thuẫn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, huyền nguyệt thuẫn trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Mấy chục đạo cột sáng lần lượt kích phía trên huyền nguyệt thuẫn, truyền ra một trận trầm đục. Áo đỏ đại hán trao mày, bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo linh văn, phần bụng bỗng nhiên sáng lên trướng mắt hồng quang, một đầu xích kim sắc con mắt trống giống hiển hiện, sắc mặt của hắn cứng nhắc xuống tới, tựa hồ đang thi triển một loại bí thuật. Xích kim sắc con mắt chuyển động không thôi, bỗng nhiên bắn ra một đạo thô to xích kim sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt đánh tới. Xích kim sắc hỏa diễm những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, đại lượng nước biển bốc hơi, bạch vụ cuồn cuộn. Ầm ầm, xích kim sắc hỏa diễm tích phía trên Huyền Nguyệt Thuẫn, hóa thành một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, bao phủ lại Huyền Nguyệt Thuẫn, nhiệt độ đột nhiên thăng. Mặc dù cách hộ thể linh quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn là cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làn da truyền đến một trận nhói nhói. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, khí thức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, theo hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, uông như yên khí thức huệ oải xuống tới, hắn tay áo lắc một cái, chín khỏa linh quang lòe lòe định hải châu bay ra, chui vào đáy biển không thấy. Làm váy thiếu phụ đôi mắt linh quang đại phóng, hướng về đáy biển nhìn lại, có thể thấy rõ thập bát khỏa linh quang lòe lòe viên châu, linh khí kinh người. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, số lượng như thế nào như thế nhiều, lam vái thiếu phụ giật mình kêu lên ngọc dung đại biến nguyên bộ thông thiên linh bảo số lượng càng nhiều uy lực càng lớn bất quá tiêu hao pháp lực cùng thần thức cũng càng lớn một trận đinh tai nhức óc hải khiếu tiếng vang lên làm sắc hào quang chia năm xẻ bảy hư không phát ra ong ong tiếng vang hai người thân thể nhanh chóng hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi mắt thấy là phải bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ lam vái thiếu phụ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tàn khốc lòng bàn tay trái bỗng nhiên hiện ra vô số huyền ảo phù văn sáu viên màu lam nhạt con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, như ẩn như hiện, phù văn chấp động, linh khí kinh người, mỗi một quả con người màu xanh lam đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đa mục tộc con mắt có được nhiều loại thần thông, cao dài đa mục tộc sau khi chết, hậu nhân sẽ đem tiền nhân con mắt dùng đến luyện khí, thậm chí luyện vào trong cơ thể mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sáu viên con người màu xanh lam tử bỗng nhiên linh quang phóng đại, phun ra một cỗ màu lam nhạt hào quang, chụp vào phía dưới vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ tiếp xúc đến lam sắc hào quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, pháp quyết thúc dục, đáy biển bỗng nhiên bắn ra 18 đạo chướng mắt lam quang, tầng băng trong nháy mắt vỡ vụn, vòng xoáy tái hiện, hấp lực phóng đại, hư không phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ muốn đổ sụp. Áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ cảm giác hô hấp đều biến khó khăn, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cỗ cường đại trọng lực tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của bọn hắn, hai người bên ngoài thân linh quang chớp động bất quá không có tác dụng gì. Không, hai người phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu, thân thể không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi. Ầm um, ầm, um, hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai đạo chướng mắt linh quang bao phủ lại phương viên trăm dặm, khí lãng ngập trời. Hai cái mini nguyên anh bay ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ở trên biển đấu pháp, Phương Trường Sinh có thiên nhiên ưu thế, pháp quyết nhất biến, nhẹ giọng quát định. Vòng xoáy khổng lồ ngừng chuyển động hai cái mini nguyên anh tựa hồ bị định trụ, không thể động đậy. Hai đạo lam quang thẳng đến hai cái mini nguyên anh mà đi, một đầu mini nguyên anh mặt lộ vẻ ngoan lệ, phát ra nhất thanh tiếng kêu quái dị phía sau, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Hắn không nghĩ rơi vào vương trường sinh trong tay, vội vàng tự bộc. Một cái khác mini nguyên anh đang muốn noi theo, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, mini nguyên anh động tác trì trệ, phản ứng chậm nửa nhịp. Một chương lam quang lòe lòe phù triện từ trên trời giáng xuống, dán tại mini nguyên anh trên thân mini nguyên anh khí thức uể oải xuống tới lộ ra mặt ủ mày trao vương trường sinh nhẹ thở ra một hơi hai người này thần thông không nhỏ bất quá tại thập bát khỏa định hải châu phía trước bọn hắn căn bản không phải đối thủ nếu không phải hắn kiêng kỵ đa mục tộc linh nhãn thần thông không dám cận thân công kích nói không chừng có thể có được mấy khỏa đại uy lực trong mắt hai tên đa mục tộc tự bộc liền chữ vật giới đều hủy đi thứ đáng giá cũng không nhiều tốt tại bọn hắn bắt sống một người mang về cũng coi là một cái công lớn. Uông như yên ống tay áo lắc một cái, một mảnh lam sắc hào quang bao phủ mà xuất, bao lại mini Nguyên Anh, thu nhập ống tay áo không thấy. Vương Trường Sinh thu hồi định Hải Châu cùng địch nhân tài vật, cùng Uông như yên rời đi nơi đây. chương 1975, Thiên Hư Ngọc Thư bí mật. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông như yên trở lại Thái Vân Phong bên người, Thái Vân Phong sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng có một ít màu nâu huyết tích. Phương viên mấy vạn dặm nước biển biến thành huyết hồng sắc, đại lượng yêu thú thi hải phiêu phù ở trên mặt biển như cùng nhân gian luyện ngục. Thái sư thúc, ngài không có sao chứ? Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ân cần, ta không sao. Thế nào, các ngươi đuổi kịp địch nhân rồi? Thái Vân Phong truy vấn, chúng ta diệt sát một người, bắt được một người Nguyên Anh, một người khác tự bộc. Vương Trường Sinh chi tiết nói, Uông Như Yên lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, nhất cái tinh mỹ làm sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay thái vân phong thu hồi lam sắc hộp ngọc hài lòng nhẹ gật đầu nói các ngươi làm không tệ này sự cái các ngươi nhất công thái sư thúc tên kia gì tộc đây vương trường sinh tò mò hỏi thái vân phong pháp tướng vừa đối mặt tự phá mất địch nhân pháp tướng chẳng nhẽ bị địch nhân chạy trốn người này có được phá hư pháp mục nếu không phải ta phản ứng nhanh tự bị phá hư thần quan diệt sát thái vân phong nói xong lời cuối cùng trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ tốt nơi đây không nên ở lâu dị tộc viện binh khả năng tùy thời liền đến, cùng cái khác người tụ hợp, chúng ta liền trở về đi. Thái Vân Phong phân phó nói, lẳng lặng đợi, hơn một canh giờ phía sau, Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng trở về, bọn hắn mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù, nhìn có phần nhếch nhác. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu, Thái Vân Phong có một loại dự cảm bất tường, nhíu mày hỏi. Lý sư đệ chết trên tay đa mục tộc, dương sư muội nhục thân bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh. Trần Hâm miệng đầy đắng chát, hắn đem sự tình đi qua nói rõ chi tiết một lần bọn hắn truy kích dị tộc cùng dị tộc kịch đấu các có tử thương trấn hải cung đệ tử chết mất một vị hóa thần tu sĩ một tên hóa thần tu sĩ nhục thân bị hủy đa mục tộc chết mất một vị hóa thần tu sĩ nhiều vị hóa thần thụ thương so sánh dưới vương trường sinh cùng uông như yên chiến quả lớn hơn cũng không phải ai cũng giống như vương trường sinh có thập bát khỏa định hải châu thái vân phong nhíu mày nói đi thôi chúng ta về trước đi hy vọng triệu sư đệ đắc thủ bọn hắn năm người hóa thành năm đạo độn quang, rời đi nơi đây. Hơn nửa ngày sau, Vương Trường Sinh năm người về tới Kim Thiềm Đảo, bọn hắn không có trở về Thiên Hải lâu, mà là đến đến nhất tọa yên lặng viện lạc. Sự tình hôm nay không cho phép ngoại chuyện, này sự là tuyệt mật, đặc biệt là liên quan tới Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, có biết không? Thái Vân Phong phân phó nói, biểu lộ ngưng trọng, là, Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh bốn người trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt biểu hiện không tệ, diệt sát một vị hóa thần kỳ đa mục tộc bắt được một đầu nguyên anh ta hội báo cáo vì ngươi nhóm thành công thái vân phòng ánh mắt rơi vào vương trường sinh cùng uông như yên trên thân mặt lộ vẻ tán thành đa tạ thái sư thúc vương trường sinh cùng uông như yên liên thanh cảm ơn mặt lộ vẻ vui mừng đồng dạng công lao có trưởng lão thay bọn hắn nói chuyện phân lượng tự nhiên không giống thái sư thúc ngũ hành tử vì sao không phục chế thiên hư ngọc thư nội dung phía trên nộp lên cấp thế lực lớn dạng này cũng không ảnh hưởng đi trần hâm tò mò hỏi trấn hải cung đệ tử đạt được công pháp bí tịch nộp lên trấn hải cung có thể đạt được một bút thiện công còn có thể phục chế xuống tới tự kiểm tra lưỡng không chậm trễ vương trường sinh ba người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bọn hắn đối thiên hư ngọc thư hiểu rõ cũng không nhiều nghe nói thiên hư ngọc thư đến tự tiên giới ghi chép công pháp thần thông bí thuật chỉ thế thôi thiên hư ngọc thư là theo tiên giới lưu lạc xuống tới dùng chữ viết của tiên giới ghi chép sắp đặt cấm chế cường đại Muốn lĩnh hội Thiên Hư Ngọc Thư nội dung bên trong cũng không dễ dàng, ghi lại nội dung bất đồng, bổ sung cấm chế cũng không giống, ta không có đoán sai, Ngũ Hành Tử chỉ là nhìn thấy một bộ phận nội dung, còn có một bộ phận nội dung không có lĩnh hội, hắn lúc này mới không có nộp lên, nếu như biết được toàn bộ nội dung, hắn trực tiếp phục chế một phần, đem Thiên Hư Ngọc Thư nộp lên hợp thể tu sĩ đổi lấy che chở. Thái Vân Phong giải thích nói, ghi lại nội dung bất đồng, bổ sung cấm chế cũng khác biệt. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên như thế mới mẻ. Thái Vân Phong gật gật đầu, nói, không sai, các người hẳn phải biết huyền linh hóa thiên kỳ đi. Đương nhiên, huyền linh hóa thiên kỳ là một kiện huyền thiên chi bảo, bất quá nghe nói là không chọn vẹn phẩm. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, năm vạn năm trước, huyền thanh phái theo huyền linh thiên tôn đạo trường đạt được một tờ hoàn chỉnh thiên hư ngọc thư, ghi chép vài kiện huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế. Bất quá huyền thanh phái vô pháp lĩnh hội toàn bộ nội dung, tăng thêm tài liệu hạn chế, luyện chế ra tới huyền linh hóa thiên kỳ có rất nhiều thiếu hụt, là không chọn vẹn phẩm, mặc dù như vậy, có bảo vật này tại tay, đối phó đồng dạng đại thừa tu sĩ dư Sài Thái Vân Phong giải thích nói, Trần Hâm một chút do dự, hỏi Thái Sư Thúc, chúng ta Trấn Hải Cung có thiên hư ngọc thư. Ta cũng không biết, khả năng có, khả năng không có. Thái Vân Phong có phần mơ hồ nói, hắn xác thực không biết, huyền thanh phái đạt được một tờ hoàn chỉnh thiên hư ngọc thư, luyện chế ra huyền linh hóa thiên kỳ, dù là có rất nhiều thiếu hụt, cũng không phải thông thiên linh bảo có thể sánh được, huyền thanh phái cũng bởi vậy thực lực tăng nhiều, nhiều vị cao giai dị tộc hao tổn tại món bảo vật này thượng diệt, ngoại giới chỉ là coi là huyền thanh phái tu sĩ cấp cao thần thông quảng đại, thẳng đến huyền thanh phái xuất hiện đại thừa tu sĩ, lúc này mới truyền ra bảo vật này tin tức. Trước đó, ngoại giới căn bản không biết đạo huyền thanh phái có một kiện huyền thiên chi bảo. Dùng thiên hư ngọc thư chân quý tính, cho dù là Trấn hải cung đạt được thiên hư ngọc thư, cũng không hội lộ ra, im tiếng phát đại tài mới là chân lý. Đáng tiếc nhường dị tộc cướp đi thiên hư ngọc thư, ngũ hành tử thật sự là nhân tộc bại hoại, tình nguyện giao cho dị tộc, cũng không nguyện ý giao cho nhân tộc. Trần Hâm hung hãn nói, ngũ hành tử đây là tư địch. Nếu như kia nửa tờ thiên hư ngọc thư ghi lại là bình thường nội dung coi như xong, như ghi lại là công pháp bí thuật, đa mục tộc rất có thể thực lực đại trướng, tinh hỏa tộc vốn là nhất cái bất nhập lưu tiểu tộc, không biết từ lúc nào bắt đầu. Tinh hỏa tộc tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, thần thông càng lúc càng lớn, đi qua vài vạn năm phát triển, tinh hỏa tộc đã là huyền linh đại lục ngũ đại trùng tộc một trong. Theo tin đồn, tinh hỏa tộc đạt được một tờ hoàn chỉnh thiên hư ngọc thư, ghi chép mấy loại hỏa thuộc tính công pháp, tinh hỏa tộc thề thốt phủ nhận. Vương Trường Sinh có phần không hiểu rõ chính là, vì cái gì hợp thể tu sĩ không ra mặt. Là không rõ tình hình còn là có nguyên nhân khác, như thế hợp thể tu sĩ tự mình xuất thủ, khẳng định không có vấn đề, có lẽ là Thái Vân Phong tư tâm quấy phá, không muốn đi để lọt tin tức, lúc này mới dẫn đến thiên hư ngọc thư bị dị tộc mang đi, Thái Vân Phong liên tục nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, cũng là có thể giải thích được thông. Được rồi, ván đã đóng thuyền, này sự đừng nhắc lại, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Thái Vân Phong phân phó nói, Vương Trường Sinh bốn người lên tiếng, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, lòng bàn tay có thêm một khỏa linh quang ảm đạm kim sắc viên châu. Đây là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, có thể định trụ một phiến khu vực, bảo vật này bị huyết thiềm hồ dơ bẩn, bất quá không nghiêm trọng lắm, dùng nhiều một chút thời gian rèn luyện có thể khôi phục. chương 1976, nội tình lý như phong lý như nguyệt. Kim sắc con mắt gọi định Linh Châu, dùng đa mục tộc tiền bối trên người con mắt luyện chế mà thành. Lần này nhiệm vụ, bọn hắn không có đạt được bao nhiêu tài vật, đa mục tộc đủ quyết đoán, mắt thấy không phải là đối thủ, trực tiếp tự bộc trên người tài vật phần lớn bị hủy. Trần Sư Huynh nhìn chằm chằm vào ngũ hành tử, thế mà còn bị dị tộc nhanh chân đến trước, xem đến có người tư thông dị tộc, cấp ngũ hành tử mật báo. Uông như yên nhíu mày nói, bọn hắn đối bắt được đa mục tộc Nguyên Anh siêu hồn, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Cư trần hâm trần thuật, hắn nhất trực phụ trách nhìn chằm chằm ngũ hành tử, ngũ hành tử có thể tại bọn hắn mí mắt bên trong cùng dị tộc liên hệ với, hiển nhiên có người đáp cầu rắt mối, hơn phân nửa là tu sĩ nhân tộc. Vương trường sinh nhẹ gật đầu. Có phần tiếc hận nói ra, đáng tiếc không có đạt được đa mục tộc trên người trong mắt, không phải vậy có thể luyện chế mấy món dị bảo. Chúng ta cũng không tính coi công bận rộn một chàng, kiến thức đến đa mục tộc thần thông, Thiên Hư Ngọc Thư lại có cấm chế, cần chậm rãi giải, giải khai, khó trách Ngũ Hành Tử không giao ra Thiên Hư Ngọc Thư. Uông Như Yên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Dựa theo Thái Vân Phong nói, một tờ Thiên Hư Ngọc Thư có nhiều đạo cấm chế, giải khai cấm chế mới có thể nhìn thấy đối ứng với nhau nội dung, Ngũ Hành Tử hiển nhiên không có giải khai tất cả cấm chế, bằng không hắn hoàn toàn có thể phục chế một phần bảo mệnh, không cần thiết chết khiêng Đúng vậy a. À không biết đạo ngũ hành tử trên tay thiên hư ngọc thư ghi lại là cái gì nội dung hắn thế mà không bỏ được giao ra muốn bảo mệnh giao cho huyền thanh phái hoặc là thần binh môn cũng có thể bảo mệnh vì sao muốn giao cho dị tộc chẳng nhẽ hắn thực tư thông dị tộc còn là nói hắn khai sáng ngũ hành tông bị hủy hắn tức giận bất quá dứt khoát đem thiên hư ngọc thư giao cho dị tộc vương trường sinh đại vi không giải chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ hắn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản kim thiềm đảo liên tiếp dị tộc địa bàn không có khả năng không có hợp thể tu sĩ, dùng thiên hư ngọc thư chân quý tính, coi như Thái Vân Phong chờ người tư tin quấy phá không có thông báo hợp thể tu sĩ, ngũ hành tử theo hợp thể tu sĩ mí mắt bên trong hạ chuồn mất, hợp thể tu sĩ không có phát hiện bất cứ dị thường nào, quá không hợp lẽ thường. Chúng ta tu vi quá thấp, tiếp xúc đến tin tức có hạn, có lẽ có nội tình gì cũng khó nói đi. Uông như yên suy đoán nói, vương trường sinh nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm hai câu, hắn trở về tầng hầm, rèn luyện định Linh Châu nhất tọa yên lặng to lớn trang viên cổ mộc quái đằng giả sơn vườn hoa lâu đài thủy tạ khắp nơi có thể thấy được nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu trúc lâu phụ cận trồng vài mẫu thanh vân trúc một trận gió nhẹ thổi tới thanh vân trúc nhẹ nhàng lắc lư phát ra soạt thanh âm trong trúc lâu một tên ngũ quan đoan trang trung niên phụ nhân cùng một tên dáng người khôi ngô áo đỏ đại hán ngồi vây quanh tại một chương màu xanh bàn trà bên cạnh thưởng thức trà trò chuyện thiên trung niên phụ nhân dáng người thướt tha da thịt hơn tuyết người mặc tử sắc váy lụa, khóe miệng có một khỏa nốt ruồi duyên, áo đỏ đại hán mày kiếm mắt sáng, đôi mắt mơ hồ bắn ra một trận hồng quang, trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát khí. Ngũ hành tử đã đem kia nửa tờ thiên hư ngọc thư giao cho đa mục tộc, tên kia đa mục tộc đã trốn, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, đa mục tộc khẳng định phải đem kia nửa tờ thiên hư ngọc thư nộp lên cấp tinh hỏa tộc, đến một bước này, chúng ta kế hoạch liền thành công một nửa. Phái tím phụ nhân cười mỉm nói, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ mơ ước cũng không biết tên kia đa mục tộc có thể hay không đem thiên hư ngọc thư nộp lên tinh hỏa tộc, coi như nộp lên, tinh hỏa tộc viêm lão quỷ chưa hẳn tin tưởng. Áo đỏ đại hàn ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Phái tím phụ nhân hừ nhẹ nhất thanh, cười lạnh nói, vì diễn tốt này một màn kịch, ngũ hành tông đều hủy diệt, tử thương không ít tu sĩ cấp cao, dùng thiên hư ngọc thư chân quý tính, coi như viêm lão quỷ hoài nghi, hắn chẳng nhẽ sẽ đem thiên hư ngọc thư giao ra. Đây là dương mưu, cầm nửa tờ thiên hư ngọc thư làm cục, Bọn hắn có cái này quyết đoán." Áo đỏ đại hán gật đầu nói, "Điều này cũng đúng, nếu không phải kia nửa tờ Thiên hư ngọc thư bổ sung cấm chế quá mạnh, chúng ta cũng không hội giao ra, tôn đạo hữu bọn hắn vì giải khai này nửa tờ Thiên hư ngọc thư cấm chế, hao tổn không ít nguyên khí." Kia nửa tờ Thiên hư ngọc thư ghi lại công pháp nhìn uy lực tương đối đại, bất quá di chứng không nhỏ, viêm lão quái nếu như tu luyện, thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề, thời gian dài liền phiền toái, nghiêm trọng, nổ lát hắn tiến giai cơ hội phái tím thiếu phụ cười khẩy nói áo đỏ đại hán lời nói xoay chuyển nói hy vọng kế hoạch này có thể thành công không biết huyền linh thiên tôn đạo trường lần tiếp theo ở nơi nào xuất hiện ta nghe nói trong ngàn năm tại thanh ly hải vực cùng huyền phong đại lục đều xuất hiện huyền linh thiên tôn đạo trường như thế kỳ quái chẳng nhẽ huyền linh thiên tôn đạo trường cấm chế thay đổi ngàn năm lộ diện nhất lần huyền linh thiên tôn đạo trường chính có nhất chỗ đoán chừng là có người nhận lầm lầm đem cái khác đại thừa tu sĩ đạo trường xem như huyền linh thiên tôn đạo trường này không có gì kỳ quái, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì vài vạn năm xuất hiện nhất lần, rất nhiều tu sĩ chỉ ở điển tịch nhìn qua, hãn hữu tu sĩ có thể đi vào hai lần, loại chuyện này chỉ có thể nhìn cơ duyên. Váy tím thiếu phụ xem thường nói, áo đỏ đại hán gật gật đầu, nói, nếu là có thể tiến nhập Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đạt được truyền thừa của hắn, nói không chừng chúng ta có thể tiến thêm một bước. Ta không có tính sai, vạn năm bên trong, Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hội lần nữa hiện thế hy vọng tại huyền linh đại lục hiện thế. Phái tím thiếu phụ mặt mũi tràn đầy chờ mong, đối với bọn hắn tới nói, huyền linh thiên tôn đạo trường là nhất chỗ tàng bảo khố, cũng là bọn hắn tấn thăng đại thừa kỳ nhất cái đại cơ duyên. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh, vương trường sinh theo tầng hầm đi ra, mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Hắn hoa một tháng thời gian, lúc này mới khôi phục định linh châu linh tính, có thể thấy được huyết thiềm hồ hộ ô uế tính có bao nhiêu lợi hại, tại đấu pháp bên trong, địch nhân bảo vật bị huyết thiềm hồ ô uế phía sau, uy lực giảm lớn, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Đến đến sân vườn bên trong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên đâm đầu đi tới. Phu quân, Trần Sư Huynh nói là chờ một lúc có một chàng tụ hội, quyền thanh phái đạo hữu cũng tham gia, muốn hay không qua. Uông Như Yên cười hỏi, nhiều giao vài người bằng hữu không có chỗ xấu, nhân tộc có hai vị đại thừa tu sĩ. Nó bên trong một vị đại thừa tu sĩ tựu đến tự huyền thanh phái, chúng ta cũng không có việc gì, qua đi, nhiều nhận biết vài cá nhân cũng tốt, vương trường sinh đáp ứng, cùng uông như yên rời đi chỗ ở. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa ngũ tầng cao màu xanh gác lửng cổng, cổng có hai vị kết đan tu sĩ chấn giữ. Vương trường sinh cùng uông như yên nghênh ngang đi vào, thủ vệ cũng chưa ngăn cản. Đại sảnh không có một ai, đến đến lầu ba, vương trường sinh nhìn thấy ngũ vị hóa thần tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm, trần hâm, lục quang hoàng cùng tôn vũ đều tại, ngoại trừ bọn hắn, còn có một tên khuôn mặt thanh tú lam váy thiếu nữ cùng một tên dáng người thẳng tắp thanh sam thanh niên. Vương sư đệ, uông sư muội, các người đã tới, giới thiệu cho các người một chút, hai vị này là Lý Đạo Hữu cùng Lý Tiên Tử, bọn hắn đều là Kim Diệp Đảo Tinh Anh. Trần Hâm mở miệng giới thiệu nói, Trần Đạo Hữu quá khen rồi, chúng ta nhưng không đảm đương nổi Tinh Anh hai chữ, tại hạ Lý Như Phong, đây là xá muội Lý Như Nguyệt, gặp qua Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Thanh Sam thanh niên khiêm tốn nhất thanh, tự giới thiệu mình. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có lãnh đạo, vội vàng tự báo tính danh. Vương Đạo Hữu, Vương phu nhân, nghe Trần Đạo Hữu nói, các ngươi diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc. Lý Như Nguyệt tò mò hỏi, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, Thái Vân Phong dặn dò qua, không cho phép tiết ra ngoài tin tức. Vương sư đệ, đây không phải bí mật gì, dù sao Lý tiên tử ngày đó cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Trần Hâm giải thích nói, chỉ cần bọn hắn không đề cập Thiên hư Ngọc thư, Vậy liền không có vấn đề. Chương 1977, dùng võ kết bạn. Đa mục tộc thần thông cũng không yếu, chúng ta huynh muội liên thủ, chỉ là đã thương hai vị đa mục tộc, bọn hắn rất khó khăn đối phó. Lý Như Phong cười khổ nói, chỉ cần phế bỏ đa mục tộc con mắt, cũng là không khó đối phó, bọn hắn một thân thần thông đều tại trên ánh mắt. Vương Trường Sinh không cho là đúng, hắn tổng kết một cái, tìm tới không ít đa mục tộc nhược điểm. Nói thì nói thế, muốn phế bỏ đa mục tộc con mắt còn là không dễ dàng. Lý Như Phong thở dài nói, bất đồng đa mục tộc, thần thông có chỗ bất đồng. Có phần đa mục tộc con mắt có thể định trụ pháp bảo, còn có có thể hóa đá pháp bảo, nghe nói hợp thể kỳ đa mục tộc có thể thi triển một loại nào đó xé rách hư không bí thuật. Đa mục tộc mà thôi, so với cốt tộc dễ dàng đối phó nhiều. Một tên thân cao chín thước thanh niên áo trắng cùng một tên dáng người thước tha lam váy thiếu nữ đi tới. Vương Trường Sinh nhìn thấy hai người, trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn tại huyền quang lâu gặp qua hai người này, bất quá vậy là hai năm trước sự tình. Bởi vì huyền thanh phái đệ tử thân phận, vương trường sinh đối bọn hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Thẩm đạo hiếu, hàn tiên tử, giới thiệu cho các người một chút, đây là vương sư đệ cùng uông sư muội Trần Hâm đứng dậy, chỉ vào vương trường sinh cùng uông như yên giới thiệu nói. Tại hạ thẩm thiên hồng, gặp qua vương đạo hiếu, vương phu nhân. Tiểu muội hàn dung dung gặp qua hai vị đạo hiếu thanh niên áo trắng cùng lam váy thiếu nữ vội vàng báo lên tính danh, vương trường sinh cùng uông như yên cũng đi theo tự báo tính danh. Hai người ngồi xuống, cùng một chỗ thưởng thức trà trò chuyện thiên. Thẩm đạo hiểu, người cùng cốt tộc giao thủ qua, vương trường sinh tò mò hỏi, cốt tộc có điểm tương tự cốt thi, bất đồng chính là, cốt tộc là độc lập cá thể, có tư tưởng của mình, có thể cùng nhân giao lưu câu thông, mà cốt thi là luyện thi, trừ phi tu luyện tới cao dai. Nếu không không hội sinh ra linh trí, cũng sẽ không theo người giao lưu câu thông. Thẩm Thiên Hồng gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, giết qua vài cái hóa thần kỳ cốt tộc, so sánh dưới, đa mục tộc lại càng dễ đối phó. Nghe hắn ngữ khí, diệt sát hóa thần kỳ cốt tộc cùng đa mục tộc tựa hồ là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Vương đạo hữu người có chỗ không biết, chết trên tay Thẩm đạo hữu hóa thần kỳ dị tộc không dưới 10 tên. Lý Như Phong giải thích nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Hắc hắc, thần đạo hữu huyễn thuật như người khó lòng phòng bị, cũng liền cốt tộc nhận ảnh hưởng nhỏ một điểm, Trần Hâm cười hắc hắc, tán dương. Huyễn thuật, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nâng lên huyễn thuật, Vương Trường Sinh nghĩ tới là Đông Hoang Bạch Hâm cùng Bạch Linh Nhi, bọn hắn huyễn thuật tương đối lợi hại, Vương Trường Sinh không có đích thân thể nghiệm qua, uông như yên mượn nhờ nhạc khúc thi triển huyễn thuật cần thời gian nhất định. Huyền Thanh phái là nhân tộc đứng hàng đầu đại môn phái, có hóa thần tu sĩ tu luyện huyễn thuật công pháp cũng không kỳ quái, bất qua Thẩm Thiên Hồng có thể diệt sát nhiều vị hóa thần kỳ dị tộc, có thể thấy được hắn thần thông quảng đại. Vương Đạo Hiếu cùng Vương Phu Nhân có thể diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc, nghĩ đến thần thông không yếu, không bằng chúng ta ba người so tài một cái. Thẩm Thiên Hồng đề nghị, mặt mũi tràn đầy ngạo ý. So tài, một mình ta là đủ rồi. Vương Trường Sinh không cho là đúng, Thẩm Thiên Hồng thật ngông cuồng, tính toán lấy một địch hai. Vương Đạo Hữu ta xem ngươi còn là cùng Vương Phu Nhân liên thủ tương đối tốt, Thẩm Sư Huynh thế nhưng là chúng ta huyền thanh thập kiệt một trong, hóa thần hậu kỳ Sư Huynh Sư Tỷ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hàn Dung Dung nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy tự tin. Vương sư đệ, không được nâng đại, thẩm đạo hữu thần thông không nhỏ, thần trí của ngươi là tương đối cường đại, bất quá thẩm đạo hữu huyễn thuật xác thực rất lợi hại. Trần Hâm truyền âm khuyên nhủ, so tài, ha ha, ta tới đúng lúc, tính ta một người. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên đi tới. Hồng sam thanh niên mặt chữ quốc, người mặc trang phục màu đỏ, làn da màu đồng cổ, bên hông cắm hai thanh hồng quang lưu chuyển không chừng búa nhỏ, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Theo ống tay áo của hắn lên tiêu ký đến xem, hiển nhiên là thần binh môn đệ tử. Tại Hạ Triệu Cương, gặp qua các vị đạo hiếu, hồng sam thanh niên cung tay làm lễ nói, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Thẩm Thiên Hồng đôi mắt nhíu lại, ánh mắt lạc trên người Triệu Cương, nói các hạ chính là Triệu Đạo Hiếu. Nghe nói người lấy một địch hai, đối phó hai tên là thú nhân tộc không rơi vào hạ phong. Hắc hắc, so với thẩm đạo hiếu, triệu mỗ kém xa, hôm nay thời gian không sai, chúng ta so tải ý như thế nào. Dùng võ kết bạn mới có ý tứ, nhất trực uống trà trò chuyện thiên đĩnh vô vị. Triệu cương có phần kích động, ánh mắt cuồng nhiệt, một bộ võ si bộ dáng. Vương trường sinh trên dưới dò xét triệu cương, hắn tự nhiên nhìn ra được, triệu cương là một tên thể tu. Đến huyền dương giới phía sau, vương trường sinh nhận biết thể tu cũng không nhiều, trần hâm tính toán nhất cái, hiện tại lại tăng thêm triệu cương. Tốt, vậy liền dùng võ kết bạn, chúng ta so tài một cái. Trần Hâm rất sảng khoái đáp ứng, đối tại tu tiên giả tới nói, cùng tu sĩ khác so tài đạo Pháp, đối tu luyện cũng là có nhất định có ích. Thẩm Thiên Hồng cùng Triệu Cương đều là sở thuộc môn phái đệ tử Tinh Anh, cùng bọn hắn so tài giao lưu đạo Pháp, cũng là nhất trùng tu hành phương thức. Vương Trường Sinh cũng biểu thị đồng ý, cùng môn phái khác đệ tử Tinh Anh so tài, có thể thấy rõ ràng thực lực của mình. Ta biết nhất cái địa phương, cái này là so tài nơi tốt, tuyệt đối không có người quấy rầy chúng ta. Lý Như Phong vừa cười vừa nói, một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn 10 người, người xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, quảng trường dùng đại lượng màu xanh thạch chuyển trải mà thành. Các vị đạo hiếu, ta tới trước đi, Trần Hâm thả người bay đến thanh thạch trong sân rộng, sắc mặt bình tĩnh. Tốt, nhưng tiểu muội đến gặp một lần Trần Đạo Hiếu. Lý Như Nguyệt lên tiếng, thả người bay xuống trong sân rộng. Lý Như Phong lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt hình tròn lệnh bài, rót vào pháp lực, một đạo thanh quang bắn ra, chui xuống đất mặt không thấy. Rất nhanh, bìa gạch bên ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tách ra một trận yếu ớt thanh quang. Thanh quang lóe lên, vô số huyền ảo phù văn tuôn trào ra, bay đến không trung phía sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bao lại cả tòa thanh thạch quảng trường. Vương trường sinh bọn người ở tại màn ánh sáng màu xanh bên ngoài quan chiến, Trần Hâm cùng Lý Như Nguyệt có thể an tâm đấu pháp. Tỷ thí vừa bắt đầu, Lý Như Nguyệt tế ra một cây hơi nước mịt mờ cờ phướn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cờ sáng rõ, một mảng lớn lam sắc nước biển tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái xanh thẳm dòng sông, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Lý Như Nguyệt pháp quyết vừa bấm, xanh thẳm dòng sông kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo cự đại sóng nước vòi rồng, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cỗ lam sắc dòng lũ, mang theo một trận chói tai hải khiếu thanh âm, thẳng đến Trần Hâm mà đi. Trần Hâm mặt không đổi sắc, xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một cây kim quang lóng lánh thiết côn xuất hiện trên tay, rót vào pháp lực phía sau, kim sắc thiết côn hình thể tăng vọt. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, âm thanh xé gió đại hưởng, côn ảnh như gió, kim sắc cửa côn như cùng lãng bên trong bạch sao, thẳng đến lam sắc dòng lũ mà đi. Âm âm tiếng vang, lam sắc dòng lũ bị kim sắc cửa côn đánh thành hai nửa, một phân thành hai, hóa thành hai đạo mấy trăm trượng cao lam sắc cự lãng. Chương 1978, tinh anh đối quyết. Lý Như Nguyệt pháp quyết nhất biến, hai đạo lam sắc cự lãng nhất cái mơ hồ bỗng nhiên hóa thành hai cái bàn tay lớn màu xanh lam từ hai bên trái phải hai bên chụp về phía trần hâm rất có đem hắn phách thành thịt nát tư thế trần hâm sớm có phòng bị trong tay kim sắc cự côn hướng về bốn phía đột nhiên quét qua côn phong như sấm khí thế như hồng dày đặc côn ảnh bao phủ mà xuất một trận nổ thật to tiếng vang lên hai cái bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên nổ bể ra tới trần hâm thân hình thoát một cái hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến lý như nguyệt mà tới lý như nguyệt nhướng mày ngọc thủ một phen lam quang lóe lên nhất mặt hơi nước mịt mờ lam sắc tiểu kính xuất hiện trên tay mặt kính gập gành biên giới chỗ có một ít tinh mỹ hoa văn linh quang lóe lên mặt kính hiện ra vô số lam sắc phủ văn phía sau một mảnh lam vũ lất phất hào quang bay ra chụp vào trần hâm lý như nguyệt trước người hư không phát ra ong ong tiếng vang có chút kỳ quái trần hâm tới gần lý như nguyệt trăm trượng phía sau tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm xuống tới bị lam sắc hào quang bao lại lập tức ngừng lại, giống như bị định trụ. Trần Hâm đôi mắt chuyển động không thôi, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hai tay biến thô to không ít, kim sắc cửa côn như cùng một thanh lợi kiếm bình thường, đem lam sắc hào quang vỡ ra đến, thoát khốn mà xuất. Thân hình hắn nhoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt, giơ lên cao cao kim sắc cửa côn, hướng về Lý Như Nguyệt đập tới. Lý Như Nguyệt sắc mặt biến hóa, hai tay vội vàng hướng về hư không nhất họa, nhất cái màn ánh sáng màu xanh nước biển trống rỗng hiển hiện, bao lại nàng toàn thân. Một tiếng vang trầm, kim sắc cửa côn đánh vào màn ánh sáng màu xanh nước biển thượng diện, màn ánh sáng màu xanh nước biển lập tức lõm xuống dưới, lồi lõm biến hình. Trần Hâm hừ nhẹ nhất thanh, kim sắc cửa côn linh quang đại phóng, màn ánh sáng màu xanh nước biển như cùng bọt biển đồng dạng vỡ vụn ra, Lý Như Nguyệt bị kim sắc cửa côn đập vỡ nát, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hắn nhướng mày, thần thức mở rộng, tìm kiếm Lý Như Nguyệt tung tích. Ngàn trượng bên ngoài nào đó phiến hư không sáng lên một trận lam quang, Lý Như Nguyệt vừa hiện mà xuất, trên tay cầm một cây hơi nước mịt mờ lệnh kỳ. Trần Hâm đang muốn thi triển thủ đoạn khác, đỉnh đầu sáng lên một đạo lam quang, một con sinh sắn linh lung lam sắc chuông nhỏ trống giống hiển hiện, linh quang lập lòe, hiển nhiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Không tốt, Trần Hâm đang muốn tránh đi, lam sắc chuông nhỏ bỗng nhiên truyền ra một đạo vang dội tiếng chuông, hư không chấn động vặn vẹo. Hắn cảm giác đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa lam sắc chuông nhỏ bên ngoài sáng lên vô số lam sắc phù văn hình thể tùy theo tăng vọt đối diện chụp xuống trần hâm kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng tràn ra một chút máu tươi trong tay kim sắc cửa côn đột nhiên quét qua trọng trọng côn ảnh bao phủ mà xuất đón lấy lam sắc chuông lớn ầm ầm tiếng vang lam sắc chuông lớn cùng dày đặc côn ảnh chạm vào nhau lập tức bay rớt ra ngoài trần hâm lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến lý như nguyệt mà đi Lý Như Nguyệt đang muốn tránh đi, bên tai truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng quát cam. Lý Như Nguyệt đầu váng mắt hoa, đầu óc choáng váng. Thừa này cơ hội tốt, Trần Hâm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Như Nguyệt, trong tay kim sắc cửa côn đối diện nện xuống. Một tiếng vang trầm, Lý Như Nguyệt bị kim sắc cửa côn nện đến vỡ nát, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, Lý Như Nguyệt bản mệnh pháp bảo cũng không bình thường, thế mà có thể thi triển này trùng quỷ dị độn thuật mấy trăm trưởng bên ngoài sáng lên một trận chướng mắt lam quang, Lý Như Nguyệt vừa hiện mà xuất, trên tay nàng lam sắc lệnh kỳ linh quang ảm đạm không ít. Trần đạo hiếu đạo pháp cao thâm, tiểu muội bội phục, ta nhận thua. Lý Như Nguyệt mở miệng nhận thua, đây cũng không phải là sinh tử đấu pháp, rất nhiều bảo vật không thể dùng, để tránh tổn thương hòa khí. Trần Hâm là thể tu, bình thường bảo vật không làm gì được Trần Hâm, Lý Như Nguyệt chỉ có thể nhận thua. Lý tiên tử đa tạ, Người thi triển hẳn là các ngươi lý gia độc môn bí thuật huyền quang độn linh đại pháp đi. Trần Hâm nghi ngờ nói, Lý Như Nguyệt lắc đầu, nói Trần Đạo Hữu nói đùa, đây cũng không phải là huyền quang độn linh đại pháp, chỉ là ta sử dụng bản mệnh pháp bảo thiên hải kỳ thi triển nhất chủng bí thuật, huyền quang độn linh đại pháp nhưng so sánh môn này bí thuật lợi hại hơn nhiều, cả hai ngày đêm khác biệt. Trần Hâm bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, màn ánh sáng màu xanh tán loạn không thấy, Lý Như Nguyệt thả người bay đến một bên, Triệu Mỗ đến gặp một lần Trần Đạo Hiếu, Triệu Cương hóa thành một đạo độn quang, rơi vào Trần Hâm đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Triệu Đạo Hiếu là thần binh thập bát anh một trong, Trần Đạo Hiếu chỉ sợ khó sống này một quan. Lý Như Phong lời bình đạo, các đại môn phái đều có trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, Triệu Cương cùng Thẩm Thiên Hồng đều là sở thuộc môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Triệu Đạo Hiếu, chúng ta đều là thể tu, tự so khí lực đi. Một quyền phân thắng bại, như thế nào? Trần Hâm đôi mắt nhíu lại, đề nghị Tốt, một quyền phân thắng bại, Triệu Cương rất sảng khoái đáp ứng, hắn bên ngoài thân sáng lên vô số hồng sắc phù văn, hữu quyền bỗng nhiên hiện ra một gỗ xích sắc hỏa diễm, mang theo một trận âm thanh xé gió, thẳng đến Trần Hâm mà đi. Trần Hâm không sợ chút nào, hữu quyền bị một tầng trướng mắt kim quang bao vây lấy, đón lấy đối diện. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, trên đất gạch đá đung đưa, phù văn chấp động. Trần Hâm cùng Triệu Cương đồng thời hét lớn một tiếng, bên ngoài thân linh quang phóng đại, hai người không hẹn mà cùng hướng về sau lưng thối lui. Trần Hâm rút lui bốn bước, Triệu Cương rút lui hai bước, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Triệu Cương thắng tại Trần Hâm. Này cũng không kỳ quái, làm thần binh môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Triệu Cương đạt được tu tiên tài nguyên so Trần Hâm nhiều hơn nhiều. Trấn Hải cung nội bộ hai đại hệ phái nội đấu bày ở ngoài sáng, bao nhiêu ảnh hưởng đệ tử bồi dưỡng. Đa tạ, Trần Đạo Hiếu, Triệu Cương cung tay làm lễ nói, nhìn về phía thẩm thiên hồng chờ người, nói, vị nào đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Ta đến lãnh giáo một chút thẩm đạo hữu thần thông, thẩm thiên hồng thả người bay đến triệu cương đối diện, thần sắc lạnh nhạt. Hắc hắc, triệu mỗ đã sớm muốn theo thẩm đạo hữu so tài một cái, thẩm đạo hữu cũng phải cẩn thận, tại hạ cũng sẽ không lưu thủ. Triệu cương cười hắc hắc, thần sắc cuồng nhiệt, triệu đạo hữu có cái gì thần thông, xử hết ra đi. Thẩm thiên hồng bình tĩnh nói, một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Triệu cương lấy xuống bên hông hai thanh hồng sắc bối nhỏ, trên chân linh hoa linh quang phóng đại, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên Hồng, trên tay hồng sắc bố nhỏ hướng về Thẩm Thiên Hồng bổ tới. Hồng sắc bố nhỏ còn chưa rơi xuống, một cơn gió lớn đối diện chụp xuống. Thẩm Thiên Hồng thân hình thoát một cái, bỗng nhiên nhất hóa thập, 10 tên Thẩm Thiên Hồng khí tức cùng tướng mạo giống nhau như đúc. Huyễn thuật, Triệu Cương khẽ hừ một tiếng, trên tay hai thanh hồng sắc bố nhỏ linh quang đại phóng, hướng về bốn phía nhất cái bổ ngang. Hồng quang lóe lên, trên trăm đạo hồng sắc lưới búa bao phủ mà xuất, hướng về 10 tên Thẩm Thiên Hồng bổ tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, 10 tên Thẩm Thiên Hồng bị trên trăm đạo hồng sắc lưới búa chảm vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Triệu Cương nhướng mày, thần thức mở rộng, Triệu đạo hữu đang tìm ta a? Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Triệu Cương vô ý thức hướng về sau lưng vừa bổ, mấy chục đạo hồng sắc lưỡi búa bắn ra, bổ về phía sau lưng, sau lưng không có một ai hắn thầm kêu không tốt, một cỗ cự lực đánh tới, hắn bay rất ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. chương 1979, Vương Trường Sinh vs Thẩm Thiên Hồng, Vương Trường Sinh vs Triệu Cương. Triệu Cương trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn không tin mình nhanh như vậy tự bại, hắn trả suy nghĩ cùng Thẩm Thiên Hồng đại chiến 300 hiệp đây. Triệu Đạo Hiếu, Đa Tạ, Thẩm Thiên Hồng xông Triệu Cương liền ôm quyền, khách khí nói. Triệu Cương trao mày, nhìn về phía Vương Trường Sinh chờ người, Vương Trường Sinh chờ người nhao nhao nhìn về phía Thẩm Thiên Hồng, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Ta thua rồi, Triệu Cương miệng đầy đắng chát, có phần không cam lòng nói. Đã Triệu Đạo Hữu nhận thua, trận này so tài tự kết thúc. Triệu Cương bên tai truyền đến Thẩm Thiên Hồng thanh âm, hắn cảm giác trước mắt nhất cái mơ hồ, tự mình bỗng nhiên xuất hiện tại thanh thạch quảng trường, trên thân mảy may vết thương đều không có, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh chờ người, nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Triệu Cương bừng tỉnh đại ngộ, hắn là chúng rồi huyễn thuật, huyễn thuật nhường hắn nghĩ lầm bại bởi Thẩm Thiên Hồng, trên thực tế Triệu Cương không có bại, chỉ là chúng rồi huyễn thuật, nếu như sinh tử đấu pháp, Triệu Cương đã chết. Thẩm đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục. Triệu Cương cung tay làm lễ thi lễ, thối lui đến một bên. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy huyễn thuật. Toàn bộ đấu pháp quá trình, Thẩm Thiên Hồng không cần tốn nhiều sức, liền để Triệu Cương lâm vào huyễn thuật. Thẩm Thiên Hồng nên có đặc thù nào đó bảo vật, có thể làm cho cùng giai tu sĩ bất trí bất giác lâm vào trong ảo cảnh, như thế khó giải quyết. Thẩm Thiên Hồng quay người, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta hướng Thẩm đạo hữu lĩnh giáo một cái. Vương Trường Sinh thả người bay đến Thẩm Thiên Hồng phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Thẩm Thiên Hồng nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, nhất hóa thập, 10 tên Thẩm Thiên Hồng hướng về Vương Trường Sinh chạy đi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, vòng quanh hắn bay múa không ngừng, hơi nước mịt mờ. Hắn pháp quyết nhất biến, mỗi một khỏa định hải châu nhao nhao tách ra chướng mắt linh quang, quay tít một vòng, đại lượng nước biển tuôn trào ra, rất nhanh hóa thành một mảnh xanh thẳm biển cả. Xanh thẳm biển cả kịch liệt lăn lộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, mặt đất địa gạch rất nhỏ đung đưa, phù văn chấp động. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, như thế cản không được Thẩm Thiên Hồng huyễn thuật, vậy liền không khác biệt công kích. Thẩm Thiên Hồng quần áo đung đưa không ngừng, tóc đón gió bay múa, hắn nhíu nhíu mày, vội vàng tế ra một khỏa màu tuyết trắng viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc viên châu lập tức sáng rõ, quay tít một vòng phía sau, vô số bạch sắc hàn khí tuôn trào ra. Xanh thẳm nước biển vừa tiếp xúc với bạch sắc hàn khí, lập tức kết băng, bị đóng băng ở. Bất quá rất nhanh, tầng băng vỡ vụn, một đạo đường kính mấy vạn trượng lam sắc vòi rồng đối diện đánh tới thẩm thiên hồng pháp quyết nhất biến bạch sắc viên châu hóa thành một đạo bạch quang chui vào lam sắc vòi rồng bên trong không thấy lam sắc vòi rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng biến thành băng điêu ầm ầm tiếng vang băng điêu chia năm xẻ bảy lam sắc vòi rồng che mất thẩm thiên hồng thân ảnh vương trường sinh nhắm hai mắt lại dùng thần thức đi quan sát tất cả hắn căn bản không phải nhằm vào thẩm thiên hồng mà là không khác biệt công kích vương đạo hữu một chiêu này không sai không khác biệt công kích lý như phong lời bình đạo cũng chính là tại nhất định phạm vi sử dụng nếu là thật sự thật sinh tử đấu pháp thế nhưng là không có khu vực hạn chế mặc dù như vậy vương đạo hữu muốn đánh bại thẩm đạo hữu cũng không dễ dàng thẩm đạo hữu nắm giữ huyễn thuật cũng không phải phổ thông huyễn thuật triệu cương không cho là đúng uông như yên cười nhẹ nói thật sao ta ngược lại thật ra cảm thấy phu quân có thể đánh bại thẩm đạo hữu để chúng ta rửa mắt mà đợi đi người khác không rõ ràng nàng thế nhưng là rất rõ ràng vương trường sinh thần thức thần thức cường đại đối tại chống cự huyễn thuật có nhất định tác dụng trừ cái đó ra vương trường sinh trả đeo khắc chế thần thức công kích linh bảo toàn bộ thanh thạch quảng trường rất nhỏ đung đưa mặt đất cũng đi theo đung đưa lý như phong trên tay trận bàn không ngừng truyền ra một đạo đạo trói tai âm thanh bén nhọn linh quang lấp lóe màn ánh sáng màu xanh bên trong xanh thẳm nước biển che mất toàn bộ thanh thạch quảng trường không nhìn thấy bóng người cự lãng ngập trời hải khiếu tiếng không ngừng nước biển không ngừng đụng vào màn ánh sáng màu xanh thượng diện truyền ra một trận trầm đục. Non nửa khắc sau, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Lý Như Phong trên tay trận bàn vỡ vụn ra, màn ánh sáng màu xanh vì theo vỡ vụn, một đạo thô to lam sắc vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến Vân Tiêu mà đi. Hai thân ảnh theo lam sắc vòi rồng bên trong sông ra, Thẩm Thiên Hồng khóe miệng tràn ra một chút huyết tích, sắc mặt có chút tái nhợt, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Thẩm Thiên Hồng đối với hắn thi triển huyễn thuật, có lòng tỏa tại thân, tăng thêm thần trí của hắn tương đối cường thẩm thiên hồng cũng chưa có thể làm cho vương trường sinh lâm vào huyễn cảnh này có địa hình ưu thế nếu như sinh tử đấu pháp không có khu vực hạn chế thẩm thiên hồng cũng không sẽ làm được chật vật như vậy thẩm đạo hiếu đa tạ vương trường sinh cung tay làm lễ nói toàn bộ thanh thạch quảng trường biến thành phế tích đây là lý gia mở diễn võ tràng lý như phong đã sớm phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cũng không có tu sĩ tới quấy rầy bọn hắn vương đạo hiếu thần thức tu luyện không sai khó trách các người có thể diệt sát hai vị hóa thần kỳ đa mục tộc. Thẩm Thiên Hồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, Vương Trường Sinh nắm giữ thần thức công kích, mỗi khi Thẩm Thiên Hồng muốn thi triển cao giai huyễn thuật, liền sẽ bị Vương Trường Sinh đánh gãy, bằng không hắn chưa chắc sẽ bại bởi Vương Trường Sinh. Thẩm đạo hữu quá khen rồi, tại hạ gặp may mắn thắng mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Triệu Cương tiến lên một bước, nói các người đều không cần khiêm tốn, thắng chính là thắng, bại chính là bại, thắng cũng không cần thiết tự ngạo, thua cũng không mất mặt, so tài mà thôi, cũng không phải sinh tử đấu, thật sự là sinh tử đấu, ai thắng ai thua còn không biết đây. Vương Đạo Hiếu, ta đến cùng ngươi so tài một cái, một quyền phân thắng bại, như thế nào? Tốt, một quyền phân thắng bại, Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng, hắn vẫy tay một cái, chín cái định Hải Châu hướng hắn bay tới, chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Triệu Cương là thần binh môn tỉ mỉ bồi dưỡng thể tu, Vương Trường Sinh cũng nghĩ nhìn một chút, hắn cùng Triệu Cương tranh lệch, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân linh quang đại phóng triệu cương hữu quyền hiện ra một đoàn trướng mắt hỏa quang mang theo kinh người sóng nhiệt hướng về vương trường sinh đập tới vương trường sinh không sợ chút nào hữu quyền hiện ra một đoàn trướng mắt lam quang nghinh đón tiếp lấy phanh nhất thanh hai quyền chạm vào nhau lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng mặt đất bị cường đại khí lãng chấn vỡ xuất hiện một cái khe nứt to lớn vương trường sinh cùng triệu cương không hẹn mà cùng hướng về sau lưng thối lui Triệu Cương lui lại hai bước, Vương Trường Sinh lui lại bốn bước. Hiển nhiên, Vương Trường Sinh thua. Kết quả này, Vương Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Triệu Cương làm thần binh môn tỉ mỉ bồi dưỡng thể tu, không biết phục dụng bao nhiêu đoán thể linh đan diệu dược. Vương Trường Sinh cũng dùng qua một chút đoán thể đan dược, bất quá so ra kém Triệu Cương, huyền dương giới tu tiên tài nguyên không phải đông ly giới có thể so. Bọn hắn chỉ là vận dụng nhục thân chi lực, nếu như sinh tử đấu, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ bại bởi Triệu Cương, trừ phi triệu cương bản mệnh pháp bảo so vương trường sinh lợi hại hơn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tu tiên giả cũng giống vậy, không có tuyệt đối vô địch tu sĩ. Vương đạo hiếu, đa tạ, triệu cương cung tay làm lễ nói, tâm tình thật tốt. Triệu đạo hiếu dùng qua đặc thù đoán thể đan dược đi. Còn là có cái gì đặc thù đoán thể pháp môn, không ngại chỉ điểm một chút tại hạ. Vương trường sinh khiêm tốn thỉnh giáo, hắc hắc, đoạn thời gian trước vừa mới phục dụng một chút huyết long mế, khí lực tăng cường không ít. Triệu Cương cười hắc hắc, có phần đắc y nói, huyết long mễ, đây không phải bức tộc đặc sản chi vật A. À. Nghe nói huyết long mễ bồi dưỡng 10 phần khó khăn, bức tộc cũng không có bao nhiêu, triệu đạo hữu có phúc lớn. Trần Hâm dùng nhất trùng hiền mật ngữ khi nói.